an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phụ Gautama. Nam mô Bích Tha Giá. Cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến xâm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Thầm Ma Giá. Nam mô Sằng Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ Ngài Liệu Tông cùng chư tâm đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu người vào đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá. Và hôm nay là ngày giảng của Ngài Liệu Tông. Nhật Quỳnh kính mong đạo tràng quý vị có thể đưa những bàn tay cũng như đưa những câu chết chát thì Nhật Quỳnh xin phép đọc. Và Nhật Quỳnh cũng mong vị nào trong đạo tràng có thể làm thị giả cho Ngài thì cũng kính mời bàn tay. Nhật Quỳnh sẽ nhường mic để cho vị nào làm thị giả cho Ngài. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Nhật Quỳnh rất là mong những câu hỏi của quý vị để cho đạo tràng chúng ta được sinh động. Một tuần lễ có một ngày của Ngài Liệu Tông thôi, nên là có cái gì thắc mắc trong đồng kính mời quý vị có thể ghi lại, và đến ngày hôm nay thì có thể đưa câu hỏi lên hoặc đưa bàn tay, hoặc không tiện đưa bàn tay thì có thể chết chát để nhìn xin phép được đọc ạ. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Ngài Liệu Tông giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sanh Tha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma cha lo ka thi ba te sa ham ba te ta tan cha le an thi wa rang a ya cha tha san te tha sat tap ba ra chap kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang sa tham ma pe re vi na yan cha ka yang sut tang cha bang thang a vi tham ma cham mang a cơ ta dành tơ ta tu sát cha đăng đăng bập bơ tha nay dê và đi xa dạ mạch chê phạm thiên phần ngậm người khẩn khoản a phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi viết lòng mở đạo dạy đời a nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang thuyết pháp đỡ ca hàng đệ tử a cờ năm thầy thinh dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như a được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng trăng khối không mòn a những điều lợi ích hằng còn lâu năm cà tam dời thừa ăn phổ cập a đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng a thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh người khắp chốn ni a tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Ngài Liệu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Con kính nhân mít đến Ngài. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Tát Sa Pha Quá Tô Ra Hà Tô Sám Ma Sám Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô Ra Hà Tô Sám Ma Sám Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sám Ma Sám Bồ Tát Sa. Nam mô Bích Tha Giá. Kính bạch chư tôn đức, kính chào chư cư sĩ nam cư sĩ nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, sa thú thành thai, con nghe
Và con thấy đạo tràng cũng cho tín hiệu là nghe được âm thanh Ngài rõ. Dạ. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cho được tín hiệu của Ngài. Nam mô Bích Hà. Dạ. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình kính mời bàn tay cũng như mời những câu chích chát của quý vị ạ. Dạ, con chưa thấy bàn tay, con cũng chưa có thói câu chích chát. Dạ, con xin phép hỏi trước một câu. Nhật Bình kính mời quý vị nha. Dạ, Nhật Bình hỏi một câu rồi kia. Kính mời quý vị có thể gợi ý quý vị nhớ một điều gì đó để quý vị tiếp tục đưa bàn tay và tiếp tục cát lên câu hỏi. Dạ, bạch Ngài, con hỏi về bản thân của con. Tại vì con thấy mấy ngày qua đó con chích ngừa mũi thứ ba thì nó hành con cũng rất là nhiều. Nó làm cho cái tâm trí của mình nó mê mờ, đến nỗi có những bài kinh mà mình đã thuộc rồi, con đã thuộc rồi, nhưng mà do sức khỏe như vậy con cũng cố gắng để ngồi dậy để mà lễ bái tam bảo, để sợ không biết mình còn có thể lễ bái tam bảo được ngày nào. Nhưng mà những bài kinh mình thuộc rồi nó vẫn quên hết trơn. Thì con cung thỉnh Ngài, con nghĩ tới cái trường hợp mà giờ cận tử mình đến thì chắc những cái thiện pháp mà những bài kinh mình đã thuộc mà mình còn quên trong lúc mình bệnh thì tới giờ cận tử mình con nghĩ nó còn khủng khiếp hơn nữa. Con cung thỉnh Ngài chỉ dạy cho con cách nào tu tập làm sao để tới cái giờ cận tử mình còn nhớ được những thiện pháp. Ví dụ những cái thiện pháp rất là nhỏ nhất là mình chỉ nghĩ đến tam bảo, mình chỉ được đảnh lễ Ngài Đức Thế Tôn hoặc là đảnh lễ tam bảo. Con nghĩ là những cái thiện pháp rất là nhỏ đó thôi, nhưng mà để làm sao mà mình khi mà giờ cận tử mình đến mình còn nhớ được bạch Ngài. Con cung thỉnh Ngài, Ngài chỉ dạy cho con. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, kính bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, thật sự ra đó cái học của mình nói mình nhớ cho thật sự ra nó rất là yếu, cái tâm là rất là yếu. Thường thường những cái đối tượng mà mình có thể mình giữ được chắc chắn nó là phải là đối tượng của pháp hành chứ không phải đối tượng của pháp học. Bởi vì nói qua nói chứ đâu phải kiếp này mình mới học đâu, bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu cái kiếp rồi mình cứ nghĩ là mình học như vậy là mình tạo phước báo này kia em sùm. Cái chuyện đó, cái phước từ pháp học nó rất là nhỏ nhặt chứ nó không có lớn giống như mình nghĩ, và nó cũng không có đủ nhiều năng lực để nó lôi mình ra khỏi những cái ác pháp như vậy. Bởi vì nếu mà mình trong trường hợp mà đau khổ vậy đó, tức là cái thọ nó hành mình, mà nếu mà cái tâm mình nó phải thuộc lại cái tâm mà mình đã từng hành thiền về một số cái đề mục nào đó thì mình mới dùng nó để mình trị được cái sự khổ đau. Chứ còn pháp học mình đừng nói mình nhớ vậy đó, nội mình giật mình cái mình đã quên, chứ đừng nói mình đau khổ vậy quý vị đó. Bởi vì những cái loại thuốc nào vậy nó vô bắt đầu hành mình là nó làm cho cái tư đại của mình đó nó trắng là cái mình gọi là cái hạt thế giáo thụ, tức là quả tim của mình nó không còn năng lực để nó cho các thiện pháp đó, nó dựa vào đó để nó giúp mình đó. Thành ra cái cách đó đó mình cứ nghĩ là tới đó rồi mình có thể mình nhớ thuộc lòng nó mô tạch xạ hay là thì tỷ bi sổ này kia ông chồng đó, cái chuyện đó không thể xảy ra đối với phạm nhân chúng ta. Thành ra nên hạ thủ công phu một số cái điều kiện về pháp hành, mình tìm cái vị sư nào có các căn bản pháp hành mình hỏi một số cái đề mục đối tượng họ dạy mình. Thành ra khi nào mà cái tâm mình mà nó bị sao động đó thì mình tập trung vô cái đối tượng đó được thì nó kéo mình mới đủ khả năng nó kéo mình lại mà thôi. Chứ còn mà mình ở đâu ngồi mình nghĩ tới phước bố thí, phước trì giới này kia chưa chắc đủ cái gì. Anh nhớ đó, bởi vì cái đó, những cái phước đó đó nó thuộc về pháp học nhiều hơn là pháp hành. Cái quan trọng là ít nhất cái pháp hành mình phải có năng lực, mình không cần đắc thiền đắc gì cả, nhưng mà
cái tâm mình nó đủ mạnh để khi nằm nghĩ tới nó đó, thì nó giúp mình được, nó phát sanh để cho mình tạo một cái số điều kiện để nó giúp mình. Chứ còn bây giờ mình nói pháp học ha, quý vị không tin bữa nào đi cũng điện hỏi những cái vị tam tạng pháp sư hỏi, thế còn mỗi lần bị những trường hợp đau đớn vậy đó, ông nhớ được quá nhiều cái điều mà ông đã nhớ thuộc lòng vậy. Nó không có nhiều, ngoại trừ những cái gì mà hạ thủ công phu về pháp hành thì nó còn giúp được nhiều, chứ nếu không có lắm. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú đành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời, mời bàn tay quý vị, cũng như mời những câu chết chát ạ. Dạ, mời bàn tay hoặc mời những câu chết chát, Nhật Quỳnh xin phép được đọc. Dạ, con cũng chưa thấy bàn tay, cũng chưa thấy cái vị nào chết chát, nên con xin phép hỏi tiếp một câu nữa. Nhật Quỳnh rất mong bàn tay và rất mong những câu hỏi của quý vị. Dạ bạch Ngài, như lúc nãy Ngài nói con thì con phải đi tìm một pháp hành. Nhưng mà con thú thật với Ngài là lúc đó con thấy rằng tâm mình bị mê mờ rồi. Thì con cũng cố gắng ngồi lên chắc chân lại đàng hoàng để tập niệm và tập niệm theo hơi thở của mình. Nhưng mà khi con tập niệm hơi thở thì con cũng thấy nó cũng bị không được chú tâm, nó không có chú tâm vô cái đề mục của mình muốn. Biết như vậy con vẫn cố gắng không à. Từ hồi xưa tới giờ con cũng tập từ lâu lắm rồi, nhưng mà con chưa bao giờ bị cái tình trạng đó. Đến nỗi mà con cố tập như vậy là con đang ngồi vậy mà nó bật ngửa ra luôn. Mình không có kèm cái thân mình được nữa đó bạch Ngài. Thì Ngài có thể chỉ cho con được một cái cách nào có thể an toàn hơn được không bạch Ngài? Nhà con lúc đó con mới thấy rằng cái giờ cận tử mình thật là quan trọng luôn. Mình cái việc mình làm đã từ lâu lắm rồi, chưa bao giờ bị như vậy. Mà bây giờ nó bị như vậy, mình không có kèm được cái thân mình nữa thì làm sao mà để mình nghĩ được những cái thiện pháp. Dạ con kính thỉnh Ngài chỉ dạy dùm cho con kính dâng bích đến Ngài. Nam mô Bích Thầy. Dạ, Nam mô Bích Thầy. Dạ kính bà Chư Tàu. Dạ kính thưa chị quý vị, bởi vì mình tập cái kiểu đó làm sao cái tâm mình nó có cái định, mình nó có năng lực để mà mình rì kho những cái đó được. Tập thiền phải tập thứ thiệt chứ còn mình nói giỡn không có được. Nghĩa là bình thường đụng chuyện gì đó mình cũng có thể lôi cái tâm mình về cái limit của thiền thì may ra. Chứ còn bây giờ đó mình cái tập theo cái kiểu chơi ngày 50 phút tới chừng đụng chuyện đừng bao giờ hy vọng đó. Nó thiệt cái quý vị, đừng bao giờ hy vọng đó. Nghĩa là cái điều kiện của nó đó, dầu mình không đắc thiền nhưng ít nhất cái điều kiện nó phải lên tới cái đối tượng mà mình lấy ra nó đủ năng lực là nó thành cái limit rồi đó, nó mới giữ được cái tâm của mình. Chứ còn bây giờ nó chưa có năng lực làm sao nó giữ được. Đâu phải là mình cái tập theo cái kiểu mà ngày 45 phút vậy đó, chuyện đó là nó chơi nó không có kết quả gì đó, nó không có đủ năng lực đâu. Để tập sao mà mình trong mọi trường hợp đi đứng nằm ngồi vậy mình nghĩ tới nó đó, nó phải lôi cái tình về cái điều kiện nào đó thì mới có thể giúp được mình. Chứ còn ở này phải ngồi xếp bằng hay là lưng thẳng, kiết già lưng thẳng, chuyện nó chơi chứ. Bây giờ mình đương đi ngoài đường đó, mình gặp một cái gì bất thình lình đó, rồi không lẽ phải ngồi xếp bằng kiết già lưng thẳng à? Ngay lúc đó dù ở tư thế nào cũng phải có điều kiện để mình gọi lôi cái điều kiện, cái đối tượng của thiền mà mình đã từng tập nó ra mới được. Chứ không phải mỗi lần hãy có chuyện gì rồi cứ ngồi xếp bằng hay ngồi kiết già lưng thẳng, cái chuyện nó nói chơi thì được chứ nó thiệt nó không có giúp gì hết đó.
nghĩa là phải tạo mình có điều kiện rất sẵn sàng trong mọi tư thế, chứ không phải là phải ngồi hay là phải cái gì gì đó, chuyện không cần thiết. Đi đứng là mọi người có đứng cũng phải record được những cái điều mà mình đã tập, nó mới có đủ năng lực như vậy thì nó mới giúp được mình. Nếu còn nó chưa đủ năng lực thì đừng, mình không hy vọng thì nó giúp được mình đâu ha. Quý vị nên nhớ đó, những cái điều mình tập, mình chỉ tập theo cái lối pháp học mà thôi. Ví dụ như cái đối tượng đó là ngồi xuống nhắm mắt liêm diêm niệm, nghĩa là dùng sa tị niệm tới niệm lui vậy đó em chồng. Chỉ cần có người nào hù một cái là mình giật mình quên, không biết mình đang làm gì rồi, làm sao mình nói nó có năng lực được. Tập tập thứ thiệt chứ còn hay tập thứ giỡn không có được, là pháp của Phật nha. Mình phải làm thứ thiệt, làm cho đủ năng lực của nó thì nó mới giúp được mình. Chứ còn nếu không, không có cơ hội rồi. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thủ, con thành kính hình đại tri ân Ngài đã chỉ dạy cho con. Nhưng mà thực sự là bây giờ, nếu mà tìm được một vị mà có khả năng để dạy mình tu tập, con thấy hình như mình quá thiếu phước bạch Ngài. Tiểu không ra, tiểu không ra. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bàn tay quý vị và mời những câu chết chát ạ. Dạ, Nhật Quỳnh đã hỏi hai câu rồi mà Ngài trả lời Nhật Quỳnh thấy tỉnh được một chút quý vị. Dạ, kính mời đạo tràng có thể đưa bàn tay và có thể cho những câu chết chát. Dạ, nếu không có bàn tay không có câu chết chát, dạ con xin bớt cái câu của bạn con gửi cho con và nhờ con hỏi giùm. Dạ, bởi vì con mới nói ra, con mới thấy rằng tìm được một vị mà dạy cho tụi con, để tụi con được gặp được một cái, để mình có thể mà mình đối diện với sự cận tử thì phải nói là khó, khó quá. Chắc có lẽ đời này tụi con thiếu phước. Con xin đọc cái câu hỏi của bạn con. Kính thưa sư, gần đây con nghe một vị thiền sư nổi tiếng nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các bài giảng của vị đó về cái nhận xét về chất thải của mình trong một lần đi đại tiện. Vị đó nhận thấy chất mình thải ra có màu sắc tuyệt đẹp và có cả hương thơm, trong khi Đức Phật dạy phân người là một trong 32 thể trược nên đáng nhường nhượng, và Đức Phật cũng dạy nên thấy sự thật như nó là. Kính xin sư giải thích giùm con, cái thấy của vị sư này có ra ngoài giáo pháp của Đức Thế Tôn đã giảng hay không? Con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính mến đến Ngài ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị. Nên tìm quý vị đã hỏi đi, chứ họ nói như vậy chúng tôi không biết họ có hành cái đó thiệt hay không thì miễn bạc. Chúng tôi đã từng nói trong room này đó, 32 đế trược khi mình niệm cái gì đó, nó có là 2-3 loại niêm mít nó phát sanh. Thì cái niêm mít nào đó mình phải theo thế thế, thí dụ mình thấy cái chất thể ra đó nó có màu vàng vàng đó. Thì nó là một loại cà xí ná, thì mình phải quán theo cái điều kiện của cà xí ná, chứ mình không thể thấy nó đẹp được. Thấy nó đẹp là chỉ có người ở trong cái nhà thương dở biên hòa nó mới có thể làm được cái đó thôi, chứ ông thiền sư chắc chắn là không có làm. Đó. Hoặc là nhiều khi cái ăn thua là cái ba la mật của mình không thấy cái màu sắc thành màu sắc đó, nhưng mà thấy đó là cái vật bất tịnh dơ bẩn, thì mình phải chuyển qua cái điều kiện hành cái pháp bất tịnh pháp dơ bẩn. Đó. Còn nếu mình thấy cái trạng thái của thực tánh pháp thì mình mới chuyển nó qua thành cái thiền minh sát để mình hành tiếp tục, chứ không có cái vụ mà đối tượng của thiền Đức Phật dạy ra mà mình nhìn nó mà đẹp thì cái chuyện đó là chắc là không đủ 10 rồi ha. Còn muốn biết chắc thì gặp gì đó hỏi. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, xa thú con thành kính tri ân Ngài, nhưng mà Ngài ơi, rất rất là nhiều người nghe, rất rất là nhiều người theo cái vị này. Dạ, nên là bởi vậy con mới nói là giờ chúng con vô phước. Dạ, vô phước có nghĩa là mình khó tìm được một vị để cho mình học mà mình có thể hành được khi mà
mình đối diện với sự cận tử của mình. Nên là con rất là tri ân Ngài. Dạ, Dâu Quỳnh kính mời quý vị. Dạ, kính mời quý vị có thể đưa bàn tay và có thể có những câu chích chát thì Nhật Quỳnh xin phép được đọc. Và Nhật Quỳnh cũng mời, mời đạo tràng có thể vị nào làm thị giả cho Ngài thì kính mời bàn tay. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, nếu không có vị nào có câu hỏi, không biết bữa nay mấy vị trong đạo tràng này đắc đạo hết rồi bạch Ngài, thành ra không có ai có câu hỏi hết. Dạ, con xin con qua. Dạ, kính chào, kính cảm ơn câu hỏi của Sách Thác. Bạch Ngài, con thường nghe từ tổng phước, những trường hợp nào gọi là thưa Ngài? Dạ, con kính nhân quýt đến Ngài. Nam Mô Bích Thà giá. Nam Mô Bích Thà giá, kính bạch chư tổ hề. Dạ, kính thưa chư tổ sư, ông sư trong đạo tràng. Tất cả phước báo mình đang làm nó bị một cái thiện bất thiện nào khác chen vô, nó làm cho cái phước đó mất năng lực, hoặc là có thể nó làm cho cái phước đó không còn năng lực để tiếp tục cho quả, thì âm thanh cái cách nói người đời là tổn phước, chứ thật sự nó không có tổn gì cả. Nó đợi cái hai chuyện thôi, một là cái phước đó nó cho quả, hai là cái nghiệp ác nó cho quả, nghiệp thiện cho quả hoặc nghiệp ác cho quả mà thôi. Đời sống mình bình thường nó đi theo cái chiều đó, nhưng đụng một cái ác pháp nó theo kịp, cho mình một số cái trục trặc, cái mình nói không biết mấy ngày nay làm gì mà tổn phước, phước nó cho nó đưa ăn vui vậy mà tự nhiên nó vậy. Không có trường hợp nào tổn phước cả, bị cái nghiệp gì ác nó chen vô, hoặc trường hợp mình đang làm cái gì nó đang bực lực, đang bị bao nhiêu cái trường trở ngại đó, tự nhiên có người tới giúp để cho nó suôn sẻ, thì cái đó là nó được cái thiện pháp nó vô nó hỗ trợ. Chứ thành ra người đời thì theo bình thường nó tổn phước, chứ không có phước nào tổn hết đó. Một là nó đang cho quả, hai nó bị nghiệp ác, nghiệp ác khác chèn vô không cho nó cho quả như ý muốn. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, sa thú thành thai. Dạ, con thỉnh đảnh lễ tri ân Ngài. Dạ, Sách Tha cũng đã tri ân Ngài rồi. Dạ, Nhật Quỳnh xin mời quý vị tiếp tục ạ. Tiếp tục đặt câu hỏi, đưa bàn tay hoặc chết chắc ạ. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, kính mời đạo tràng. Mời quý vị có thể cho những câu hỏi để Nhật Quỳnh được học qua những câu hỏi của quý vị ạ. Dạ, không có câu hỏi nào hết. Con xin đưa lên một câu hỏi tiếp mà không phải là của con, hoặc của bạn con gửi cho con để nhờ con hỏi ạ. Kính thưa sư, Đức Phật thường dạy không được nói đùa, nhưng con nghe một vị giảng sư giảng pháp thường đem những câu chuyện khôi hài hay những câu nói đùa để minh họa cho lời giảng của mình. Vị sư này cũng dạy rằng tu không cần phải nghiêm trang đạo mạo, mà thường chấm dứt bài giảng của mình bằng những tiếng hì hì thật thoải mái. Thái độ giảng pháp như vậy có đi ngược lại lời dạy của Đức Phật và thiếu sự tôn kính với Đức Phật và giáo pháp của Ngài hay không? Kính xin sư chỉ dạy. Con kính tri ân sư. Dạ, con thay mặt bạn con cũng thỉnh Ngài giảng giải câu hỏi này cho rõ ràng hơn để chúng con được học và để chúng con được có thể hành theo. Và ví dụ trường hợp này con cũng thấy rất là nhiều, mà con không biết đặt câu hỏi như bạn con đã đặt. Nhưng mà ví dụ như chúng con mà đi nghe pháp đi, ví dụ như con đi mà đi nghe pháp đi mà gặp những vị giảng pháp với cái điều kiện như thế đó, thì chúng con có tiếp tục nên nghe hay không, hay là chúng con phải không nên nghe nữa, hoặc là mình tiếp tục nghe để mình lượm được cái gì thì mình lượm? Con cũng thỉnh Ngài chỉ dạy cho con. Nam Mô Bích Tha giá, con kính nhân mít đến Ngài. Nam Mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị. Đi nghe pháp mà nghe vậy thì bỏ về đi, chứ ở đó làm chi, không có lợi ích gì cả. Mình đi nghe pháp để mình
tìm những cái vị nào đem lời dạy Đức Phật ra giải thích rõ ràng để mình hiểu, để mình hành theo. Chứ mình nghe những cái vị sư, không biết có phải là vị sư hay không, mà có cái tính cách giống như đùa cả cái Phật ngôn á, cái vị đó thì theo chúng tôi biết, theo pháp học á, thì không không thể gọi là cái vị giảng sư hay vị pháp sư được. Bởi vì một khi mà đăng đàn thuyết pháp thì mình đem lời dạy của Đức Bổn Sư ra mình nói, mà mình nói rồi mình cười thoải mái hay cái gì đó, chứng tỏ rằng mình đã phỉ báng giáo pháp, phỉ báng Đức Bổn Sư. Cái gì đó không đủ tư cách để làm giảng sư, quý vị không nên nghe. Nam mô Bích Thầy giác. Dạ, sa thú đành thai. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Và bạn con cũng đã tri ân Ngài. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị ạ. À. Nhật Quỳnh là vừa hỏi cho Nhật Quỳnh mà vừa hỏi cho bạn đã 4 câu rồi. Quý vị ơi, quý vị đã có ý tưởng chưa? Đã sắp đặt được chưa? Dạ, nếu được kính mời bàn tay và mời những câu hỏi. Mến chào Quỳnh Giang Nhật Hà về giao đầu trang. Giang Nhật Hà ơi, có câu hỏi không? Và hôm nay có ở nhà hay đi ngoài đường? Nếu ở nhà thì Giang Nhật Hà có thể làm thị giả cho Ngài không? Alo, Giang Nhật Hà cho Nhật Quỳnh biết. Bên nay ở ngoài đi lấy xe hả? Ở trong nhà có làm thị giả cho Ngài được không? Cho Nhật Quỳnh biết đến hiểu. Thằng ở ngoài rồi hết nhờ cậy rồi. Nhật Quỳnh hết nhờ cậy Giang Nhật Hà. Dạ, Nam Mô Bích Thầy. Dạ. À, một lần nữa mời quý vị, dạ mời quý vị có những câu chích chát cũng thì Nhật Quỳnh sẽ đọc để cho thỉnh Ngài, để Ngài giảng dạy để Nhật Quỳnh được học quý vị. Dạ, chưa có câu hỏi còn phải hỏi tiếp. Dạ, đạo tràng ơi, đạo tràng có thể đưa những câu hỏi nha để Nhật Quỳnh quanh quẩn cái đề tài Nhật Quỳnh đất thiếu hiệu khử quyết về Đức Thế Tôn cũng như giáo pháp của Đức Thế Tôn, nên Nhật Quỳnh không có được những câu hỏi sâu sắc. Mời đạo tràng có thể có những câu hỏi sâu sắc hơn về giáo pháp để Ngài giảng dạy, tại vì cái tầm hiểu biết của Nhật Quỳnh nó quá thấp kém, mà Ngài thì sự hiểu biết Ngài rất là nhiều, cũng như trong đạo tràng có nhiều người hiểu biết rất là nhiều về giáo pháp của Đức Thế Tôn, nên Nhật Quỳnh rất mong bàn tay của quý vị cũng như mong những câu kết chát. Dạ, bạch Ngài, con hỏi tiếp. Con không thể để mất thời gian của Ngài, quý báu của Ngài đã vào đạo tràng, nên con hỏi có gì sai trái thì con kính mong Ngài hoan hỷ cho con. Dạ, con nghe một vị Phật tử, khi mà vị này ngồi thiền, chỉ cần lại Phật xong, kéo chân lên ngồi một cái là đã nhập định liền, có thể ngồi khoảng 3-4 giờ như vậy. Câu hỏi của bạn là sao con thấy hơi lạ một điều, một con nghe cái người mà nhập thiền được á, thì cái tâm tánh họ, cái cử chỉ, cái hành vi của họ nó rất là tế nhị, nhưng mà con thấy là một điều không phải là như vậy. Thì câu hỏi của con, khi mà mình kéo chân lên, mình nhập định liền, mình không còn biết cái gì ở bên ngoài, như vậy có phải mình đã nhập định thật sự không? Hay là một cái lý do nào đó mà mình có thể mình không có phải biết bên ngoài? Tại vì ví dụ như mình có nhập định như vậy thì mình, con nghĩ là những người như vậy thì phải có một cái hành vi khác bình thường. Ví dụ như con đi, mà con nó có những cái cư chỉ, nó những cử chỉ, những lời nói rất là thô thiển. Con nghĩ một cái người mà nhập định được thì có lẽ người ta phải rất là thanh thoát hơn. Hay là đây là cái sự hiểu lầm của con cũng thỉnh Ngài chỉ dạy cho con như thế nào là đúng
có phải là như vậy không mệt ngài? Do người ta đã nhập định được, khi mà người ta ngồi, người ta có thể ngồi 3-4 tiếng đồng hồ, như vậy là người ta đã nhập định không mệt ngài. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, cái người nhập định được, người đó phải đắc thiền. Người đó đắc thiền thì phải vô trong rừng ở, lên núi ở, chứ không thể ở gần cái cộng đồng này được. Cái người mà lạng quạng với cái đám quần chúng xung quanh mình thì cái người đó nói gì nói cũng không thể đắc thiền được. Quý vị biết, muốn biết thì quý vị vô trong thanh tịnh đạo coi người trước khi đắc thiền nó có nhiều điều kiện rất là nhiều ghê. Ngay cả buổi sáng mà đi trên đường đi đó, mà đi xuôi cùng hướng với hướng mặt trời mọc cũng không được, thiền vẫn có thể hoài như thường đó. Hoặc là đi cái nơi mà hơi ồn ào, hoặc là cái nơi quá vắng vẻ cũng là điều kiện để cho thiền mất năng lực. Thành ra cái chuyện mà nói là kéo chân lên ngồi hay nhập thiền được, chúng tôi không có xin được phép, không có tin. Bởi vì nếu người đó ở nhà là càng không đúng nữa. Còn nếu mà có quen cái gì đó thì cứ hỏi rồi cái gì đó, khi mà ngồi xuống thì ta lấy cái gì làm đối tượng để nhập thiền thì biết liền à. Chứ khỏi có thắc mắc gì cả. Thường thường đó, tại sao ở đây mình đi hiện ở mấy cái nước Phật giáo đó, tại sao nó không cho mình ở chung với người nữ mà phải ở riêng? Bởi vì cái hình ảnh của người khác phái đó, nó làm cho cái tâm người đó rất là khó đứng lại một chỗ. Nó không chuyện này, nó không chuyện nọ. Đó là mình chưa đắc cái chưa gì đó. Còn gần đắc rồi là còn phải sống độc thân chứ không phải ấy đâu. Nên có những cái chuyện mà nói gì chứ nói cái đó thì chúng tôi có tin. Nếu vẫn còn ở chung đụng với khôn người xung quanh nhiều, hay là lộ ồn ào này kim sầm đó, mà nói nhập được thiền đó, cái đó chỉ có những cái gì mà đắc thiền phải là bậc thánh kìa, cái phàm nhân cũng khó lắm thì có thể làm được. Mà không biết gì đó có phải là bậc thánh hay không mà chúng tôi không biết. Nhưng mà phải đắc thiền đó đã. Mà đắc thiền á, thiền đắc thì khó nhưng mà hoại rất là dễ. Chứ nó không có giống như mình nghĩ đâu. Mình làm thiền nhiều khi bao nhiêu năm chứ đắc hoại tới tắc có thể hoại được như thường. Thành ra đó là vấn đề đó. Mình nên cẩn thận đối với những cái người mà nói như vậy. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng giải cái thắc mắc của con. Dạ, ngài nói con cũng hiểu được một phần. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ bây giờ Nhục Bình kính mời bằng tay quý vị ạ. Wow, sa thú kính cảm ơn câu hỏi của Sát Tha nha. Bạch ngài, con thấy thời nay nhiều nơi chấp nhận sự hợp pháp của những người đồng tính. Theo cái nhìn của Phật Pháp thì việc này như thế nào? Và theo quy diệu pháp, có phải người này có cả sắc tố nam và sắc tố nữ không thưa ngài? Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ con kính nhân mít đến ngài. Nam Mô Bích Thai. Dạ, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Cái người đồng tính không có nghĩa là cái người có cả hai sắc tố nam nữ, cái đó là một loại bệnh. Còn có người có cả hai sắc tố nam, sắc tố nữ đó. Nhưng mà mỗi lần nó phát sanh thì phát sanh một loại thôi, dầu rằng có cả hai. Quý vị coi trong, chúng tôi không nhớ câu kinh Pháp Cú số mấy, có cái vị sổ ri giá đó. Chỉ cần xúc phạm đấy bậc thánh là thành người nữ liền. Dầu rằng ông ta đã là người nam, đã có con rồi. Nó thành người nữ liền. Rồi sau đó thì mới đi được người bạn dẫn tới thiền sám hối. Sám hối là trở lại người nam. Đó. Thành ra
hai cái bản chất đó nó có thể nó ở trong một người mà nó không thể phát sanh cùng một lượt. Còn cái người đồng tính là đó là cái loại bệnh liên quan tới cái đó, chứ không phải là người đó có cả hai cái loại sắc tố đó. Quý vị nên nhớ đó, trong phẩm giá mắc cả cơ phẩm phá quyền thái giá đó cũng có đề cập tới cái đó. Người có hai cái loại sắc này nè, tùy theo là thời buổi nào nó phát sanh. Ví dụ nó phát sanh là thành người nam, làm đủ nhiệm vụ người nam, nhưng mà có khi là nó phát sanh lúc đó là một thời gian sau phát sanh thành người nữ, thì có làm đủ nhiệm vụ của người nữ, nghĩa là vẫn có thể sanh con đẻ cái được như thường. Nhưng mà có những cái loại đó thì không làm được cái đó, chỉ một thôi. Ví dụ lúc là người nam thì làm nhiệm vụ người nam được, nhưng mà cái đó, lúc mà nó biến thể thành người nữ thì không thể có con, không thể làm 100% cái điều kiện người nữ được, hoặc ngược lại. Thì nó có giải thích trong phẩm song đối, nói cái chữ đồng tính đó, nghĩa là ẹo ẹo lại cái này cái kia đó, cái đó là loại bệnh, bệnh về phương diện đó, chứ không không phải là người có cả hai cái loại sắc tố đó. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thú rành thai con thấy sắp thá đã. Sa thú con kính tri ân Ngài. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã giảng dạy câu hỏi của sắp thá. Và Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn câu hỏi của sắp thá, mở ra một vấn đề rất là quan trọng trong thời buổi này. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời những bàn tay và nhờ những câu chết chát ạ. Như Quỳnh thấy Quỳnh Thính Pháp vào đạo tràng lâu rồi, có câu hỏi không Quỳnh Thính Pháp? Alo, chị Metta. Dạ, Như Quỳnh kính chào chị Hải Ti. Dạ, chị có câu hỏi không chị? Nếu chị có câu hỏi, Như Quỳnh kính mời bàn tay quý vị. Và có Xích Kim nữa nè. Dạ, kính mời Xích Kim có thể đưa bàn tay mình lên và có thể đặt câu hỏi không ạ? À? Dạ, Nhật Quỳnh không thấy câu hỏi, không thấy câu kích chặt, không thấy đưa bàn tay. Dạ, Nhật Quỳnh thấy làm gì đây? Vào đạo tràng cũng hơi lâu rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời làm gì đây? Có thể, nếu không cầm mic được, có thể chết chát cho câu hỏi để đạo tràng cùng nhau học hỏi không ạ? À? Nhất là Nhật Quỳnh. Dạ, làm gì đây? Có thể có câu chết chát lên thì Nhật Quỳnh sẽ xin đọc, còn nếu cầm mic được thì rất là tốt ạ. Dạ, con không thấy có câu chết chát, cũng không có bàn tay. Dạ, bạch ngài, ngài cho con hỏi một câu nữa bạch ngài. Dạ, đạo tràng ơi cứu Nhật Quỳnh nha quý vị cứu giùm Nhật Quỳnh chứ. Nhật Quỳnh mà hỏi hoài hồi chắc Nhật Quỳnh bị ngài cho ăn cháo lương lắm đó quý vị ơi. Dạ bạch ngài, thí dụ con thấy nhìn cái sự việc ở ngoài đời hoặc ở trong đạo, thì có một cái sự việc là ví dụ như ở ngoài đời đi, ví dụ như con đi, con ví dụ con đi chơi với bạn bè hoặc là con ở trong cái room này đi. Dạ, thì có những vị bị người ta rất là ngọt, lời nói người ta rất là ngọt, rồi mình cứ nghĩ rằng người ta sẽ tốt với mình lắm. Mà mình hôm đó con có nghe là một vị hỏi ngài Trí Đức cái điều đó, thì mình cứ nghe người ta rất là ngọt, người ta rất là tốt, mà thật sự người ta không có tốt. Nhưng mà mình cứ mãi mê rằng mình cứ nghĩ người ta tốt, đến nỗi khi mình bị gạt gẫm một cái điều gì đó, thì lúc đó mình mới té ngửa ra, ồ cái người này. Còn có những người, con thấy có những người, người ta rất là nhạy bén, người ta chỉ cần nói chuyện hoặc người ta chỉ cần ở gần trong một thời gian rất là ngắn,
là người ta đã phát hiện cái người xấu rồi. Cái câu hỏi của con là tại sao? Tại sao mình do cái nghiệp gì mà mình không thể thấy được cái người xấu, người nặng, tức là mình không thấy được cái điều người ta muốn gạt gẫm mình? Và do cái nghiệp gì mà con người mình có thể nhanh trí để mình thấy được những cái điều mà cái người khác làm xấu để mình tránh? Con cung thỉnh Ngài chỉ dạy cho con để con có thể tu tập như thế nào để mình sau này mình có thể là mình nhìn nhận được cái người tốt hoặc người xấu, dù mình ở gần người ta một thời gian ngắn hoặc là một thời gian dài mà mình vẫn không nhìn ra điều này. Con kính nhân mít đến Ngài, Ngài chỉ dạy cho con. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Kính Bạch Chê Tô Hì Dạ. Kính thưa chị quý vị, thầy nhớ mình đang sống kiếp này đa phần là nghiệp quá khứ nó cho quả. Thành ra khi nghiệp quá khứ nó cho quả, dầu rằng mình có thông minh, có gì đi nữa, nhưng mà cái nghiệp xấu nó chen như lúc nào thì vẫn bị gạt như thường. Thầy nhớ cái chuyện đó. Thành ra cái chuyện hiện tại của mình á, mình muốn phòng ngừa những cái chuyện đó cũng rất là khó. Chỉ cách duy nhất mình làm là tạo thiện pháp. Trong ngay trong kiếp sinh này tạo càng nhiều càng tốt để làm cái động lực cho những cái thiện pháp trong quá khứ nó có khả năng nó theo kịp để nó giúp đỡ mình. Chứ còn kiếp này đó mình tạo, quý vị học trong gì pháp sẽ thấy đó, mình tạo nghiệp hiện tại này đó thì chỉ có những cái nghiệp nào nó nằm trong cái động tốc thứ nhất nó mới cho quả trong kiếp hiện tại mà thôi. Còn đa số là nó đi từ kiếp trước hết, tới từ kiếp trước. Bây giờ mình có muốn làm gì cũng không được. Nếu mà cái nghiệp xấu mình nó khởi phát khởi thì cái những cái chuyện đó nó sẽ vô. Còn mình có thông minh có là cỡ nào đi nữa vẫn bị chúng gạt, vẫn bị chúng kiếm chuyện như thường. Đó. Tại vì cái thiện pháp lúc đó là của mình đang có nó đã yếu rồi. Thành ra cái đó nó mới chung vô được. Thành ra cái chuyện đó mình không biết lúc nào thiện pháp nó yếu. Thành ra kiếp nào ráng cố gắng mình tạo rất nhiều thiện pháp. À, chúng tôi nói hoài cái lẽ của duyên đi đó, là hàng ngày mình làm việc ác nhiều hơn mình làm việc thiện, nên nhớ chuyện đó. Thành ra khi mình làm việc ác nhiều hơn việc thiện, thành ra cái nghiệp ác kiếp trước nó vẫn theo kịp dễ dàng hơn là cái người mà cố gắng mà tạo thiện pháp đó. Bởi vì mình tạo nghiệp ác cái gì đó, ví dụ ngũ giới không chữ mình tào lao bao nhiêu chuyện thì cái nghiệp xấu thế nào cũng có cơ hội để nó chen vô. Còn nếu mình làm cái việc thiện hoài thì cơ hội nghiệp xấu nó chen vô rất là khó. Mà thường thường là nghiệp tốt nó chen vô. Nhưng mà đời mình không có thấy được cái chuyện đó. Mình cứ nghĩ là cái người đó được may mắn hay gì gì đó. Nhưng không phải. Ở đời mình sống ở đây là do cái nghiệp trong quá khứ nó cho quả phần đông, phần nhiều á. Cái nghiệp kiếp này có một phần, tức là cái động tốc đầu tiên trong cái nhà ấy đó. Một phần nữa là do cái động tốc thứ bảy của kiếp vừa rồi. Còn tất cả các phần còn lại là do tất cả kiếp trước nữa nó theo nó cho quả. Thành ra khi mà mình kiếp này mình để cái mình những cái hành động mà làm cho cái thiện pháp nó bị yếu đó, thì chắc chắn là mấy cái thằng đó nó chen vô nó ăn có chứ không có gì đó. Bây giờ làm sao mình chữa mình lấy quý vị có chữa cũng không được. Tại vì cái nghiệp mà cái gì, cái phò, cái quả mà nó cho hiện tại đây nó ở trong quá khứ, quý vị biết nó là cái gì mà quý vị cũng không có khả năng để mà chặn nó. Thành ra cái việc làm duy nhất mình có thể làm để giúp đỡ những cái thiện nghiệp nó đang cho quả là mình cố gắng mình tạo thiện nghiệp trong cái này cho càng nhiều càng tốt. Nhưng mà thường thường chúng sanh thì rất dễ vui đi ngược lại. Từ sáng tới chiều thì 12 cái anh ở trên nó phát sanh nhiều hơn cái 8 cái anh ở dưới. Đó là lý do tại sao mình khổ nhiều hơn vui là vậy. Nếu mình làm phước, ráng quán phước này, kiếp này mình ráng quán tạo phước nhiều giờ nó chưa có cơ hội, nó cho quả nhiều. Bởi vì nó chỉ có động tốc của cái lộ thứ nhất thôi. Động tốc thứ nhất của lộ trình tâm thôi. Nhưng mà ít nhất nó cũng có nhiều cơ hội để cho cái anh thiện pháp tiếp đến theo kịp thì nó mới giúp được mình thôi. Chứ còn quý vị nói bây giờ mình làm gì mình không làm được gì cả.
Mà mình nếu mà làm được cái đời này không ai khổ cả. Nè, chữ mình chữ tôi chữ ta này kia là do chế định chứ không phải là thực tính pháp. Trong thực tính pháp này nó có nhân duyên điều kiện của riêng nó, mình có làm gì cũng không được. Ngoài cái việc ráng cố gắng làm càng nhiều càng việc càng tốt, càng nhiều càng tốt, nó sẽ giúp đỡ cho mình. Chứ đừng hy vọng hàng xóm giúp con cái giúp rồi này kia sao, khó lắm, con muốn giúp cũng không giúp được. Nếu nghiệp xấu mà nó đủ khả năng nó cho quả, nó mua với thầy á. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã giảng giải câu hỏi của con. Còn cái thắc mắc của con ở ngoài đời, nhưng mà Ngài đã giảng rất là rõ để cho chúng con được tu tập. Dạ, con kính tri ân Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Hà ơi, Nhật Quỳnh thấy Hà vào đạo tràng rồi. Có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không Hà? Alo, Hà ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Đang nghe, đang ở chỗ cầm mic được hay là đang lái xe hả ơi? À dạ, thấy rồi, thấy Quỳnh thính, à, thính pháp rồi. Quỳnh thính pháp có câu hỏi không? Và cả thú mời Hà nghe. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Lễ Tông, Chư Tôn Đức Tăng, con kính lấy các cô tu nữ và con kính chào tràng. Dạ, thưa Ngài, Ngài cho con hỏi cái câu hỏi về cái trong vòng 12 duyên khởi đó. Thưa Ngài, thì con có nghe nhiều vị giảng, nhưng mà có những vị nói là nên cắt đứt ở tham ái, thì mà có những vị lại nói là cắt đứt ở thủ hay là cắt đứt ở vô minh. Thì có những vị nói không thể cắt đứt ở vô minh, vì vô minh nó ở nằm trong quá khứ thì nó đã hình thành rồi, rồi nó có thể mà cắt đứt ở vô minh. Thì con có cái thắc mắc là con thấy thì phải cắt đứt ở vô minh, thì do cái vô minh thì mình mới có thể có những cái hành động thiện ác mới dẫn dắt mình đi luân hồi. Thì con nghe dạy, nhưng mà con có cái thắc mắc đó thưa Ngài. Vậy thì trong cái 12 duyên khởi đó, thì trong kinh mà dạy thì có Đức Phật có giảng dạy về cắt đứt ở cái xúc, cái mắt xúc này không ạ? À? Để thì con kính dâng mic lại cho Ngài giảng dạy cho con cái phần này. Nam mô Bồ Tát gia kinh và kia tôn này dạ kính thưa chịu quý vị, thật sự là mình không có cắt được đâu, muốn cắt là phải hành theo đúng đúng điều kiện của thiền minh sát. Và cái đầu tiên cắt là cắt cái gì? Sơ đạo phát sanh thì diệt được hai cái pháp gọi là tà kiến và hoài nghi, thấy không? Thành ra đầu tiên cắt là phải cắt hai cái đó chứ không mà cắt cái khác sao được. Trong sách nói rõ ràng vậy mà kinh điển nói rõ ràng mà mình không đi theo kinh điển mà theo hoài lo cắt cái này cắt cái kia làm chi. Rồi tới tam đạo mới cắt thêm được hai cái là sân mà thôi. Thì hỏi vô minh với tham còn không một cách, vẫn còn như thường. Cho tới khi nào tứ thánh đạo phát sanh mới cắt được hai thằng kia. Đó, thành ra ráng ráng tu thiền minh sát để cắt hai cái đầu trước là tà kiến với hoài nghi mà thôi. Chứ đừng có nghĩ cắt mấy cái khác gì mà cắt có được đâu. Trong kinh điển nói rõ ràng vậy rồi. Không không theo kinh điển mà theo ai nghe ai nói chi cho mệt vậy. Lấy kinh điển ra để mà mình so đo so với những cái điều kiện khác đó. Trong kinh điển nói rõ ràng sơ đạo phát sanh bậc thánh thứ nhất đó, chỉ cắt được hai anh mà thôi là tà kiến với hoài nghi thôi. Thấy tam đạo phát sanh thì chỉ cắt thêm được hai cái tâm sân mà thôi, hai cái sân mà thôi, phải không? Thì cứ theo đó mà hành đi, hành đi quan sát để cắt, những cắt là cắt như vậy chứ đừng có nghĩ là giờ phải cắt tham, cắt vô minh. Vô minh tới tứ thánh quả kìa, cái đầu chưa đè nó xuống rồi cắt cái cao thơ nhất là làm vậy, phải không? Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, con có thể giải dạ, con kính thưa Ngài. Dạ, vậy thôi con cho con hỏi câu kế tiếp. Dạ, con đọc cái phần tứ niệm xứ, kinh tứ niệm xứ, thì con thấy trong
trong cái bài dịch giả thì có nhiều cái dịch là nhiệt tâm hay tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Thì cái phần nhiệt tâm hay tinh cần đó, đó thì mình phải hiểu làm sao thưa ngài, giống như cái phần trong bài kinh cái niệm xứ á. Dạ con trao mít lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Thiện Tôn Hàng Già Kinh Thưa Cho Quý Vị. Quý vị muốn học hỏi thì quý vị phải đi vào những cái sơ khởi trước. Sơ khởi là có sự tinh tấn, có niệm và có tuệ, rồi mới tính chuyện gì khác được. Còn nếu đầu tiên mà mình chưa có tuệ thì mình chỉ có tinh tấn với niệm mà thôi. Còn những cái pháp khác là nó đồng sanh với những với hai cái đó. Tại sao cần phải có cái tinh cần trước? Phải tinh cần nó là bốn cái điều kiện đó, mình gọi là cái phần thứ hai đó, hai phần thứ hai thứ ba gì đó, từ tứ niệm xứ tứ chánh cần đó. Mình cần cái đó để làm gì? Để ngăn ngừa ác pháp và vùng bồi thiện pháp. Trong bồi thiện pháp thì cái niệm với cái tinh tấn với cái niệm nó mới giúp cho cái anh trí phát sanh được. Còn nếu mình không đi theo cách đó, mình đừng nghĩ chuyện gì khác cả, không thể làm được. Bởi trong bài kinh tứ xứ đã đề cập tới cái đó. Đề cập tới ba cái điều kiện đó. Nhưng mà cỡ như phạm nhân chúng ta mới vô thì chỉ có hai mà thôi. Cho tới khi nào mà cái định nó mạnh, tinh cần niệm định nó mạnh chút thì nó mới bắt đầu nó giúp cho trí tuệ phát sanh được, thì lúc đó mới tính chuyện gì khác được. Chứ đừng có nghĩ gì chắc cao xa. Nam mô Bổn Thầy Dạ. Dạ, Nam mô Bổn Thầy Dạ, con kính tri ân ngài. Nhưng mà ngài cho con hỏi cái phần mà con chưa có hiểu rõ, cái phần tỉnh giác, thì tỉnh giác ở đây mình phải hiểu sao? Và cái còn thì con cũng thấy ở trong kinh dịch là chánh niệm, tỉnh giác và chánh niệm, thì cái chánh niệm này mình hiểu sao, cái tỉnh giác ở đây mình phải hiểu sao thưa ngài? Dạ con kính trao mít lại cho ngài. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh và Chư Tôn Hàng Già Kinh Thưa Quý Vị. Chứ tỉnh giác đây là trí tuệ. Mình chỉ có tinh tấn niệm với trí tuệ chỗ bước khởi đầu. Còn họ dịch chánh niệm gì kệ hỏi quý vị, nên nhớ chúng tôi nhắc cái này hoài, quý vị đừng có bây giờ mình lạm dụng những từ để cho nghe cho hoài không có nên. Nên nhớ là tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi. Tới thất giác chi vẫn còn là niệm giác chi chứ chưa có được chánh niệm. Nên nhớ chuyện đó. Quý vị tới đó chưa? Tới bát thánh đạo lúc đó mới là có chánh niệm. Mình cứ lời dùng hở ra có chánh niệm trong từng sanh na, có chánh niệm tùm lum như niệm chưa có là gì có chánh niệm. Cái gì coi trong bài kinh thấy liền. Thứ nhất tứ niệm xứ chứ đâu có tứ chánh niệm xứ đâu. Thứ hai tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ quyền cũng là niệm quyền, ngũ lực cũng là niệm lực, chứ làm sao có chánh niệm lực, chánh niệm quyền, phải không? Thành ra ba cái đó rất là nói theo chi pháp là tinh tấn, niệm và trí tuệ. Nam mô Bổn Thầy Dạ. Dạ, Nam mô Bổn Thầy Dạ, dạ con kính tri ân ngài. Dạ thưa ngài, như ngài nói về tỉnh giác nó là trí tuệ, thì cái trí tuệ đây nếu mà nói chi pháp nó phải là tâm sở trí tuệ, mà trí tuệ đây là thấy sự thật rõ và thấy trên dựa trên cái kinh nghiệm mà mình tu thiền chứng, chứ không phải dựa trên một cái kiến thức mà mình học không thưa ngài. Dạ con kính trân mến ngài giảng dạy. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Già Kinh Thưa Chư Quý Vị. Trong duy diệu pháp không có tâm sở trí tuệ, mình nhớ chưa? Quý vị học, quý vị phải để ý một số cái danh từ để quý vị đừng có lầm lẫn. Trong duy diệu pháp, tới cái tâm sở đó gọi là gì? Bình duyên tri giá.
tức là tâm sở tệ quyền, chứ không có tâm sở trí tuệ. Nhưng mình nói theo thông thường đó, mình nói trí tuệ là gì? Chỉ cho tâm sở tệ quyền. Thì cái tâm sở tệ quyền lúc đầu á, nó chưa có năng lực, thì nó chỉ thấy sơ khởi giống như niệm thấy mà thôi, tức là thấy danh sách. Đó. Bây giờ mình không biết tại sao thì mình dựa vào cái 16 tệ của thiền minh sát để biết tệ đầu tiên thấy gì. Tệ thấy danh sách. Thành ra khi mình đi tới đó, đó mình thấy mình mới bắt đầu vô cái tệ đầu tiên là phải thấy danh sách mới gọi được cái tệ thứ nhất. Hay do cái tệ đó, cái tập sở tệ quyền đó, niệm định tệ hay cái gì đó, nó đi một lượt nhau, bốn năm anh đó, thấy cái đó. Rồi nó thấy riết, rồi thấy xong xuôi, nó thấy rõ ràng mà trong mọi chuyện, ví dụ nghe ngửi nếm gì đó, thì nó thấy cái nào danh, cái nào sạch. Rồi sau đó nó mới thấy nhân duyên của những cái đó. Phải đi từ từ vậy chứ, mình đừng có bây giờ mình nghe ai nói cái mình nhạo, mình muốn thấy cái, lên cái tầng tệ thứ tư thứ năm thì không có nên. Trèo cao thì té nặng, mà nhiều cái té ngồi dậy không nổi, khỏi hành luôn á. Năm mươi á. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, Ngài cho con hỏi thêm một câu nữa. Thí dụ nếu như ở những cái tầng tuệ mà 16 tuệ, tầng tuệ đó, thì một cái hành giả khi họ tu, họ thấy được tuệ đầu tiên danh sách giống như Ngài giảng, thì kế tiếp họ thấy những gì đó khi mà họ tu, thì những cái tuệ đó có khi nào mà khi họ chứng đắc rồi, nhưng mà có thể, có nghĩa là thấy được cái tuệ đó, có khi nào nó bị mất không thưa Ngài? Hoặc là khi đã thấy rồi thì họ dễ dàng lướt qua và đi tiếp những cái tệ kế tiếp để đến cái mục đích cuối cùng thôi. Dạ, con trong mắt này cho ngài. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Cha Tô Mẹ Dạ Kinh Thưa Chủ Vị, vẫn mất như thường, trừ phi mình đắc đạo sơ đạo sơ quả thì cái đó mới còn, còn mình chưa đắc tới đó. Mình bất đắc thì thử, hay là mình bỏ cuộc thì cô nào dụ hay là gì ông nào dụ đó, bỏ cuộc thì nó mất hết chứ làm gì còn được, phải trở lại từ đầu đó. Thành không, mấy cái đó đi vì thế lắm, mình đừng có giỡn đó, mình giỡn nó là hoàng nó bỏ mình rồi, là kể như mình mất chứ không đường nào mà còn đó. Nó rất là vi tế, nhưng mà nó bỏ mình cũng rất là dễ. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, con kính trưng hàng nghe giảng dạy. Dạ, cô Nghiệp Quỳnh ơi, con trả mất lại cho cô. Dạ. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải những câu hỏi của Xích Hà, và cảm ơn Xích Hà đã cho những câu hỏi. Dạ, con thành kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức vừa quan lâm giao đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa giao đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Gia. Nguyên Trang, Nguyên Trang giao đạo tràng, Nguyên Trang có câu hỏi không? Alo, Nguyên Trang có câu hỏi không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Dạ, kính chào Hoa Cúc Tím và giao đạo tràng. Nguyên Trang có thể cho câu hỏi hoặc đang lái xe. Chưa có câu hỏi phải không? Rồi, chưa có câu hỏi, ngồi đó đi. Nhớ nhàng chuẩn bị tinh thần một hồi cầm mic nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Gia. Nhật Quỳnh kính chào huynh tu học Phật Pháp. Vào đạo tràng hơi lâu rồi. Bây giờ, dạ, bây giờ Nhật Quỳnh đọc câu hỏi của Sách Thá. Dạ, cảm ơn câu hỏi của Sách Thá. Quỳnh tu học Phật Pháp chuẩn bị nha. Nhật Quỳnh hỏi câu hỏi này xong, Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh nghe Quỳnh. Dạ, bạch Ngài, quả vị sơ quả là sô tát banh nhá. Thì từ sô tá có liên quan gì với chữ sô ta, lỗ tai không thưa Ngài? Dạ, con kính dân mít đến Ngài. Nam Mô Bụt Thầy Gia. Nam Mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự các danh từ thì nó có liên quan nhau, nhưng mà mình dịch theo kiểu này rồi mình dịch theo kiểu khác rồi chắc mình sai, bởi vì nó có một số cái điều kiện để biết nó từ đâu ra, không?
Thí dụ như là tại sao mình gọi là bậc sơ quả, hay sơ đạo sơ quả. Sơ đạo sơ quả là do nghe và hành và đắc. Thành ra nó có nhiều chuyện nên nó có thể là nó từ một gốc chữ chứ không phải nó là một chữ, nó là một gốc chữ. Và liên nhiều khi nó một gốc chữ rồi nó biến chỗ này biến chỗ nọ, ông chồng thành ra cách chia của nó cũng 7-8 loại rồi này kia, cách thêm bớt xóa thì ông chồng nó nhiều lắm. Thành ra nhiều khi cái gốc chữ nó giống nhau nhưng nó không phải là một chữ. Mình nhớ chuyện đó. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, sa thủ đành thai, con đã thấy sách tha. Sa thủ kính tri ân ngài rồi. Dạ, cảm ơn câu hỏi của sách tha. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, Vinh tu học Phật Pháp có trước mái không Vinh? Vinh theo Nhật Bình một tín hiệu. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh tu học Phật Pháp cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Dạ, mà nãy giờ là không có được mấy vị đưa lên hết. Dạ, ưu tiên rồi. Bây giờ mời Quỳnh cứu Nhật Quỳnh đi Quỳnh ơi. Quỳnh hỏi 5-6 câu luôn. Dạ, nên do Quỳnh cứu Nhật Quỳnh đi. Nếu vị nào mà có câu hỏi thì sẽ tiếp tục thôi, không có sao hết. Trong lúc mà Quỳnh hỏi thì những vị khác cũng có thể đặt câu hỏi lên mà. Dạ, mời Quỳnh nha. Kính mời Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ và mến chào tất cả các anh chị đạo hữu ở trong room. Xin ưu tiên tất cả những cái câu hỏi của những anh chị đạo hữu khác ở trong room. Các anh chị cứ việc là chuẩn bị những cái câu hỏi trong khi mà tôi lắp cái thời gian này, thì các anh chị cứ việc chuẩn bị rồi gõ lên ha, rồi nhờ ai đang cầm mic đọc. Và thưa sư, cái vấn đề về tứ niệm xứ như là nãy sư có trình bày á, là sư nói rằng là cái chữ chánh niệm nó chỉ xuất hiện ở trong cái bát chánh đạo thôi. Còn từ cái tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực tới thất giác chi thì nó vẫn là sa tý, chứ nó không phải là sả ma sa tý. Nhưng mà rõ ràng là trong tương ưng niệm xứ, trong cái phẩm tương ưng niệm xứ thì kinh có dạy rất là rõ như thế nào là chánh niệm, như thế nào là chánh niệm. Thì đó là trú tâm và quán thân trên thân, thọ trên cảm thọ, tâm trên tâm và pháp trên pháp. Như vậy là trong cái đoạn kinh đó đã gián tiếp là minh chứng rằng như vậy cái chữ chánh niệm cũng có thể được hiểu đó là niệm trên thân thọ tâm pháp. Như vậy thì chỗ này mình hiểu như thế nào thưa sư? Mặc dù rằng là trong vi diệu pháp đã dạy rất là rõ là cái chánh niệm nó chỉ xuất hiện ở trong cái sẩm ma sa tý, nó xuất hiện cùng với lại tám chi ở trong cái tâm đạo và tâm quả, nhưng mà trong kinh về tương ưng niệm xứ cũng có dạy như thế nào là chánh niệm, đó là niệm trên thân thọ tâm pháp. Dạ, con kính gửi mít lại để cho sư làm rõ cái vấn đề này ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Theo chú giải thì có một số cái điều kiện của tâm sở niệm này nó ở chỗ nó có năng lực thì người ta vẫn dùng chánh niệm. Nhưng mà cái đó là mình phải dựa vào cái bài kinh đó là nó năng lực cỡ nào, chứ không phải là lúc nào mình cũng chánh niệm. Bởi vì trong tạng kinh đó, nói trong tạng kinh không á, cái chữ mà sẩm ma sa tỷ đó chỉ dùng khoảng chừng 20 mấy lần thôi cả tạng kinh, nhưng mà bản dịch của tiếng Việt đó gần 300 lần, thấy chữ chánh niệm gần 300 như vậy. Thì quý vị phải biết, quý vị mình phải dựa vào số cái điều kiện để mình quyết định nó là cái gì. Còn nếu mà mình không có
chắc hoặc là mình không có đầy đủ điều kiện thì nên dựa vào tiếng Bali mà mình dịch ra. Chứ còn không mình đâu có biết về, mình đâu có phải thuộc loại biết về kinh đó, nó năng lực cỡ đó thì cái dầu thằng xà tị chỗ này cũng cũng có thể coi là chánh niệm được, thấy không? Mình lại chưa tới trình độ đó, thành ra chúng tôi thường thường là dựa vào đó, ngoại trừ chú giải thích một số cái điều kiện mà cái tâm sở niệm lúc đó nó có năng lực ngang hàng với chánh niệm đó. Nhưng mà mình đừng có đi quá trớn, nhưng mà như chúng tôi nói có ba mươi mấy chữ sẩm ma sở tị mà ta chừng dịch ra tiếng Việt lên mấy trăm, thì cái đó thì nhiều khi đó nó phải nói chứ lúc nào mình nói quen miệng nói, nhiều khi nó đi quá trớn của nó thì không có là nam mô Bụt Thầy vậy. Nam mô Bụt Thầy giá và con kính cảm ơn sư ạ. Là con thấy trong đoạn kinh này đó thưa sư, đó này các tỳ kheo như thế nào là chánh niệm ở đây, này các tỳ kheo chú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm nhiếp thù ở đời, quán thọ trên thọ. Như vậy rõ ràng theo cái đoạn kinh này á, thì làm cho cái người đọc á, rất là dễ hiểu rằng là cái sự chánh niệm đó cũng chính là niệm của tướng niệm xứ. Vì là con mới gửi lên hỏi sư về cái vấn đề đó à, mà chữ chữ sammasati như vậy chánh niệm á thưa sư. Thì có người thì có những cái chú, những vị giáo thọ đó thưa sư, thì là khi nào mà mình niệm được ở ngay ở trên cái pháp thực tánh, tức là tâm, tâm sở và sắc pháp, thì có thể gọi đó là. Nhưng mà cũng có vị, những cái vị giáo thọ, thậm chí là ở trong một số những cái chú giải đó, thì nói rằng là chánh niệm là khi nào mình niệm được trên một trong tam tướng đó, thì lúc đó cái năng lực của niệm nó mới đủ cái mức được gọi là chánh niệm. Vì vậy thì con cũng xin sư Quan Hỷ là từ bi giảng rộng về cái chỗ này một chút. Có vị thì cho rằng là nếu mà anh niệm được ở trên cái pháp thực tánh là chánh niệm, thì có vị thì nói rằng là niệm được ở trên một trong tam tướng vô thường, khổ và vô ngã, thì cái năng lực của niệm nó mới đủ gọi là chánh niệm. Con gửi mít lại xin sư chỉ dạy. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chủ quý vị. Thì hồi nãy chúng tôi cũng nói vậy, nhưng mà đây là cái câu mà huynh đưa lên đây nè. Tỳ kheo ăn trú thân thân, anh nhớ là nhiếp phục tham ưu ở đời. Nghĩa là đi tới nhiếp phục được đó. Hai cái tâm sở tham với tâm sân này đó là biết cỡ nào, thì có thể là dùng chữ chánh niệm đang được với năng lực này là theo chú giải ở dưới cái năng lực mà có thể nhiếp phục được tham ưu đó, thì lúc đó là cái nó cao lắm chứ nó đâu có thấp nữa. Phải không? Chứ còn mình mới vô danh sách chưa nhận được rồi mình nói mình có chánh niệm thì cái đó hơi quá. Hồi nãy chúng tôi cũng nói là đồng ý chú giải có một số chuyện mà họ vẫn nói là với cái điều kiện đó thì có thể là dùng là thành chánh niệm được đó. Còn mình không có rành nó năng lực đó là năng lực cỡ nào thì mình nên dựa vào tiếng Bali để mình dịch ra thì nó tương đối nó chính xác. Ở đây nè, cái niệm ở đây là nó có năng lực ghê lắm đó, chứ đâu phải ít đâu, có thể nhiếp phục được tham ưu ở đời mà. Và quán cái gì phải quán thân cũng phải thay nhiếp phục được tham ưu, quán thọ cũng phải nhiều, quán tâm cũng vậy và quán pháp cũng vậy, thì cái người đó là nghĩa là phải nói là gần đắc rồi chứ không nói tiếng nào đó. Thành ra khi nào nó có năng lực cỡ nào đó theo chú giải thì cũng tương đương niệm lúc đó là chánh niệm. Nhưng mà mình, chúng tôi nói rồi, mình chưa đủ khả năng cỡ đó nữa. Mình chúng tôi từ dựa vào cái Bali để nói cho chắc ăn chứ còn dầu rằng cái chữ Bali vào đó có thể chữ Bali sa tị chứ có thể dịch là chánh niệm được, nhưng mà mình không chua thì cứ dịch theo Bali mà thôi. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ. Con kính tri ân sư ạ. Dạ, mà cái vấn đề hồi nãy con nêu ra đó thưa sư,
Đó là con nói rằng là có một số vị giáo thọ cho rằng là khi mình niệm được ở trên cái pháp thực tánh đó, đó chứ. Tức là tâm sở với sắc pháp, niệm được trên cái thấy rõ và biết rõ trực tiếp ở trên cái pháp thực tánh đó, thì có thể gọi đó là chánh niệm. Nhưng mà có vị thì nói rằng là phải thấy được ở trên một trong tam tướng đó, thì mới gọi là chánh niệm. Tức là phải niệm được ở trên một trong tam tướng vô thường, khổ và vô ngã của cái pháp thực tánh, thì cái năng lực của cái niệm lúc đó mới đủ gọi là chánh niệm. Như vậy thì con kính xin sư trình bày chỉ dạy cho chúng con về cái vấn đề chỗ này á, mình cần hiểu như thế nào về cái chữ chánh niệm, để nó giúp ích cho cái vấn đề về thực hành, về cái thiền quán, về cái tuệ quán. Con gửi mic lại cho sư. Nam mô Bồ Tát Giả Kinh Bạch Chư Tổ Mẹ Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Nên nhớ đó, tam tướng không phải là thực tính pháp. Cái trạng thái vô thường, khổ não, vô ngã là trạng thái của thực tính pháp, nhưng nó không phải là thực tính pháp. Quý vị để ý coi, cho tới bắt đầu tệ thứ tư trở đi thì mới thấy được một trong ba cái tướng đó, tùy người nha. Có thể thấy cả ba tướng thì mình đã thấy cả ba cái đó. Nhưng mà cho tới chỗ nào, tới khốt trọng phù gian thì nó mới chấm dứt cái thấy tam tướng. Bởi lúc đó là nó giới thiệu cái pháp Niết Bàn cho đạo quả. Thành ra nó đi từ dưới lên tới đó đó. Chứ nó đâu có phải là nó không có năng lực đâu. Thành ra nói nếu mà thấy tam tướng thì mình gọi là này nọ đó thì chúng tôi cũng không có rõ, bởi vì nó thật sự ra đó, cái đó là nó vẫn còn trong trong mà nói tới nó lùi giữa các nhà mà nghĩa là có sự hiểu biết về tam tạng chứ không phải không đâu, bởi vì nó có nhiều diện rất là nhiều khi từ ngoại trừ bậc thánh thì họ mới quyết định như thế nào thôi, còn mình là phàm nhân mình chỉ đọc theo một số cái điều kiện đó. Nhưng mà nên nhớ những cái điều kiện đó đó, bởi vì quý vị nên nhớ đi ngoại trừ ba cái tệ đầu tiên, nó giàu rằng thấy danh sắc nhưng mà vẫn thấy theo pháp học, theo chú giải, không thấy theo pháp học. Bởi vì quý vị thấy chú giải nhiều chỗ đó, ba tệ đầu tiên nó chưa được liệt vào tệ minh sát. Tệ minh sát phải là tệ thứ tư trở lên. Tức là thực thấy, nhưng mà cái thực thấy cái đó nó có nhiều cái chuyện mà đưa tới cái sự mà không đồng ý với nhau là sao? Lúc đó mình thấy thực tính pháp hay là mình thấy trạng thái của thực tính pháp? Nhưng mà đa số các sách vở đều nói, chú giải đó đều nói là thấy vô thường khổ não vô ngã. Mà vô thường khổ não vô ngã không phải là thực tính pháp, nhưng mà nó là trạng thái của thực tính pháp. Bởi vì nó sanh diệt, thành ra nó mới đẻ ra chỉ vô thường, rồi bởi vì nó sanh diệt, thành ra nó mới đẻ ra chỉ vô ngã. Nó bởi vì nó sanh diệt, nó mới đẻ ra chỉ khổ. Đó. Người ta dựa vào cái đó đó. Nhưng mà thật sự ra đó, trên quan điểm của chúng tôi đó, nếu mình mà qua khỏi tệ thứ tư đó, mình vẫn có quyền mà nói chính niệm, chánh niệm được rồi. Bởi vì cái năng lực của niệm lúc đó nó mạnh ghê lắm, nó mạnh ghê lắm, chứ nó không có lạng quạng được. Bởi vì nếu nó lạng quạng là không khéo là phải làm lại từ đầu. Bởi vì khi mà đi qua khỏi quý vạch sinh u và kỳ lê xã rồi đó, thì ra những cái tâm sở mà nó, nghĩa là nó trắng ra năm cái tâm sở mà nó đi từ đó mà lên tới thuốc trên đó. Trong bát thánh đạo nhưng mà chỉ có năm đầu thôi, còn mấy cái sau là phải lên tới ấy thì nó mới nhào vô được. Nghĩa là có năm từ trừ qua ba cái sẩm ma qua cha, sẩm ma công anh đạo, sẩm ma chi quá đó. Bởi vì lúc đó không ai còn lo nghĩ tới giới giết gì đó, mà lo nghĩ tới cái chuyện mình thấy đó, thì năm nó sở rất mạnh. Thì hầu như là những cái vị mà thiền sư mà chúng tôi gặp, họ đều nói là bắt đầu tệ thứ tư trở đi là nếu mình nói chánh niệm nó cũng không sai, bởi năng lực nó ghê gớm lắm, cho nên nó không có theo mình biết. Nhưng mà chúng tôi thì nghe thì ghi nhận như thôi, chứ mình chưa thấy rồi đã hỏi đúng hay không đúng là miễn bàn, đừng hỏi thôi, hỏi luôn, hỏi bí vật. Thành ra xin được đóng góp vậy. Nam mô Bồ Tát.
Nam mô Bụt Thà. Dạ, dạ con kính thay mặt trong rung là kính tri ân sư ạ. Dạ. Dạ vì vậy sẵn ở trong cái đoạn kinh này á thưa sư, là cũng có trong đoạn kinh này là cũng có dạy về cái vấn đề về tỉnh giác á thưa sư. Thì con đưa cái đoạn kinh về dạy về tỉnh giác, và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo tỉnh giác? Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo đi tới hay là khi đi lui đều là tỉnh giác, rồi nhìn tới nhìn lui đều là tỉnh giác, co tay vô duỗi tay ra đều là tỉnh giác, đắp y tăng già lê hay là mang y bát đều là tỉnh giác, ăn uống nhai nếm đều là tỉnh giác, vân 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 vân. Dạ như vậy thì xin sư dạy như vậy thì cái tỉnh giác mà như trong cái đoạn văn này á, thì ví dụ như là giơ tay giơ chân rồi nói chung là mọi cái hành động như vậy, thì đọc qua cái này á, thì thấy như là mình đang chỉ biết ở trên cái chế định thôi. Như vậy thì cái tỉnh giác ở đây là xin sư là chỉ dạy thêm một chút về cái nghĩa của cái chữ tỉnh giác ở đây, khi mà mình phải biết từng cái hành động lớn nhỏ của cái thân thể của mình, nhưng mà cụ thể là mình biết cái gì. Chứ còn nếu mà mình biết như thế này á, thì con thấy rằng là hoàn toàn là mình có thể hiểu đó là biết ở trên cái sự chế định thôi, hay là sao? Dạ, con kính gửi mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thà. Dạ, kính bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, khi mà Đức Phật dạy mình hay gì thì Ngài phải dùng chế định để Ngài dạy cho chúng ta biết nó là cái gì. Nhưng một khi cái người ở đây á, mà đi tới lui mà quán cái cử động của đi tới đi lui đó, mà mình nói mình biết đi tới đi lui tức là biết cái gì? Bởi vì đi tới đi lui đó là sự chuyển động của sắc pháp phát sanh do tâm. Thì thấy sự chuyển động sắc pháp phát sanh do tâm về phía trước thì gọi là đi tới, mà về phía sau là đi lui. Thì mình giải thích cái, mình dùng cái chữ ở đời để mình giải thích cái hành động đó, giải thích cái điều kiện của thực tính pháp đó. Chứ đâu phải là mình đi tới, biết đi tới, đi lui, biết đi lui tức là tỉnh giác đâu. Mình phải biết cái gì nó đi tới, tức là cái sự chuyển động của sắc pháp phát sinh do tâm. Đó. Hay là nhai đấy nằm này kia đều là cái sự chuyển động của sắc pháp phát sinh do tâm, theo cái điều kiện mà cái trí tuệ nó nhìn vô. Chứ đâu phải là giống như mình đọc cái này vậy. Đọc cái này là người ta dùng cái ngôn ngữ để người ta diễn tả cái hành động đó, chứ không phải là mình cũng dùng để mình diễn tả hành động của mình. Không phải, lúc đó mình nhìn thẳng vô cái thực tính pháp đi chứ, phải không? Chứ lúc đó mà còn theo cái kiểu mấy vị thiền sư mà dạy cho người đi mới vô tu bữa đầu tiên là đi biết đi, đứng biết đứng, đưa chân tới bi đường tới hả? Cái chuyện đó là nó không có đúng. Lúc đó là mình chỉ mới tập niệm mà thôi, chứ chưa phải là hành thiền minh sát. Hành thiền minh sát là khi đi tới cái chuyển động của cái sắc pháp mà mình vô cái mình gọi là chân đó, về phía trước đó, mình gọi là đi tới, nhưng mà không phải, mình quan sát cái sự chuyển động của sắc lúc đó mà thôi. Thì hỏi vậy cái tâm sở tiền nguyện lúc đó nó có gì là đối tượng sắc pháp chứ gì nữa, phải không? Mình đọc nguyên cái câu này đó, huynh nếu rảnh ngồi đó lấy tất cả các chi pháp của cái nguyên câu mà huynh bớt lên là huynh sẽ thấy huynh sẽ thấy tại sao chỗ này là tỉnh giác, tinh cần niệm gì không sùm, ăn chánh niệm cũng được. Bởi vì lúc đó là thấy rõ ràng, thấy cái thực tính pháp rồi, chứ không thể nào nói lấy được đó. Nhưng mà mình đừng có dựa vào cái ngôn ngữ trong kinh điển rồi mình cho nó như vậy là mình chết. Ngôn ngữ để diễn tả một cái điều đó, cái điều mà mình cần phải thấy, cái trí tuệ nó thấy, chánh niệm nó phải biết. Đó là cái điều kiện của cái cơ này, nó giải thích cái điều kiện đó, chứ không phải là mình làm theo cái điều mà trong kinh điển nói vậy. Trong kinh điển họ dùng chế định, họ giải thích được cái điều đó, nhưng mình không thể đi theo cái lời giải thích đó, mình phải dựa vào một số cái trạng thái của thực tinh pháp để mình quan sát mà thôi. Nam mô Bụt Thà. Dạ, Nam mô Bụt Thà. Dạ, còn kính tri ân sư ạ về cái lời dạy vừa rồi. Dạ.
Cho nên rằng là cái vấn đề mình đọc kinh nó rất là, cũng rất là nguy hiểm nha. Tại vì ở đây trình bày toàn là bằng những cái là ngôn từ chế định. Mà nếu như mà không có cái sự chỉ dạy của ở trong, nhất là ở trong những cái bản là Atthakatha, thì rõ ràng là sẽ thành sai liền nha. Tại vì cứ theo những cái chế định mà không hiểu chân đế, cái pháp chân đế là gì, thì như vậy rõ ràng là mình thực hành sai. Rất là khó, rất là nguy hiểm. Như vậy thì ở đây đó, ở trên cái pháp thực tánh đó, thì lúc đó nó không còn, nó vắng mặt hoàn toàn những cái danh chế định cũng như là cái nghĩa chế định, nó hoàn toàn nó mất đi. Như vậy thì có phải rằng là con chỉ nói ở trong cái khoảnh khắc mà cái tâm nó bắt được cái cảnh chân đế đó, tức là nghĩa là cái pháp thực tánh đó, thì lúc đó rõ ràng cái ý niệm về ngã và ngã sở nó không còn, có đúng như vậy hay không thưa sư? Đương nhiên con chỉ nói ở trên cái bề mặt ý thức thôi, chứ còn ở chỗ nói về cái ánh uống xóa giá, cái pháp ngũ ngầm thì mình không có đề cập tới ở chỗ này. Tại vì còn là phạm nhân thì tất nhiên là cái ánh uống xóa giá mình còn đầy, nhưng mà ở trong cái khoảnh khắc mà niệm mà tỉnh giác được ở trên cái pháp thực tính, nó vắng mặt, nó trống rỗng hoàn toàn cái những cái ý niệm, những cái quan niệm về chế định, thì như vậy là ngay cả cái ý niệm về ngã và ngã sở nó cũng tạm thời vắng mặt ở cái thời điểm đó. Có đúng vậy không thưa sư? Dạ, con gửi mic cho sư chỉ dạy thêm ạ. Nam mô Bố Tài Gia Kinh Bạch Triều Tàu Hàng Giả Kinh Thừa Chữ Quý Vị. Một hay nhiều lỗ định tâm nó chỉ có một đối tượng mà thôi. Thì khi mình nói là tỳ kheo đi tới, tức là vị tỳ kheo đó đang quan sát cái chuyển động của chiếc gió về phía trước, thì làm sao mà có những cái gì khác nó đi theo trong cái lộ trình tâm nó được, phải không? Mà nếu mà nó có cái gì mà nó chen vô thì lúc đó là phóng tâm rồi, không còn biết cái, không còn thấy cái sự chuyển động của chiếc sắc về phía trước nữa, bởi vì đó là phóng tâm rồi chứ đâu còn ở trong đó nữa. Mà khi phóng tâm thì cái lộ trình tâm đó nó là ác pháp liền, chứ làm sao mà nó không là tiền pháp đâu nữa, và biểu nó thấy cái khác được. Nó rất là nhanh. Ở đây mình dùng cái ngôn ngữ đời để mình diễn tả, chứ nhưng mà thật sự nó rất là nhanh. Nội cái tâm mình dính vô đó, cái trí tuệ mình dính vô đó không mà cũng đủ phê rồi, chứ ở đó mà làm cái khác không có đâu huynh. Lúc đó chỉ có đối tượng duy nhất là sự chuyển động của sức gió về phía trước mà thôi, hoặc là bước lui thì về phía sau mà thôi đó. Chứ không có đường nào mà làm cái gì khác hết đó. Đó, nhưng mà tại vì mình dựa vào cái ngôn ngữ chế định là mình nói nó dài dòng, nhiều khi là cái tâm mình nó nhiều khi không hiểu, rồi cái tâm mình nó lại bị một số cái điều kiện của ác pháp nó chen vô nữa, cái mình tưởng mình có thể biết được hai ba đối tượng cùng lúc, không phải đâu, vẫn biết một đối tượng mà thôi. Thứ nhất là những người mà đã có cái điều kiện mà để hành tứ niệm xứ như vậy, thì cái tâm họ lúc đó là nó không có cái gì khác ngoài cái đối tượng họ đang theo dõi mà thôi, chứ không có cái gì khác cả. Nam mô Bố Tài Gia. Thấy cô Hà giờ tại lâu quá rồi đó, mở tay chưa? Nam mô Bố Tài Gia. Dạ, Nam mô Bố Tài Gia, Nam mô Tham Mai Gia, Nam mô San Khai Gia. Dạ, con tại vì con thấy anh Trung Học Thầy Phật Pháp có đăng cái bài tứ niệm xứ đó thưa ngài. Nói là quán pháp trên pháp, nhiệt tâm tinh cần chánh niệm, nhiếp phục tham u ở đời. Thì con có thắc mắc là tại sao Đức Phật lại dạy là nhiếp phục tham u mà không nói là phải nhiếp phục sân hay si hoặc là vô minh hay là này nọ đó. Thì con hiểu là Đức Phật không nói dư thừa, thì ngay đây mình phải hiểu cái ý của ngài dạy là làm sao hết ngài. Dạ con kính trân nhất bài cho ngài giảng dạy. Nam mô Bố Tài Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kinh Thừa Chư Quý Vị. Hạ thủ công phu khi nào tới đó biết liền. Tại vì nó có một số cái điều kiện cho những cái loại mà ác pháp mà đã đi nó dựa vào cái điều kiện mà cái người đang hành lúc đó, thì mình phải chiếm phục nó trước chứ có gì đó. Nhưng mà còn hãy mà muốn diệt nó thì giống như chúng tôi nói nãy, sơ quả thì chỉ được hai chiếc thôi, chứ không có ấy gì đó. Còn bình thường mình
mình đều quan sát những cái điều kiện mình đang trong pháp hành đó. Thì cái gì mà nó xuất hiện mà cái hành giả biết được đó, thì nếu mà cái tâm vẫn ở vững trong cái đối tượng mà đang quan sát thì mình đè nó xuống, không có gì đó, đè automatic chứ không phải là mình ngưng quan sát mình đè, không phải. Mình nhớ chuyện đó, để nó nhanh lắm, mình ngưng quan sát rồi mình đè rồi ác pháp nó chen vô liền chứ nó ở đó nó chờ mình à. Thành ra khi đè là đè cái điều kiện lúc đó, chứ không phải là lúc nào cũng phải đè vậy. Tùy theo cái cơ hội mà cái người đó, cái ác pháp nào đó nó phát sinh, nghĩa là chỉ đè nó xuống thôi, gọi là tạ thân khá bả ná đó. Chứ còn mà hay diệt là nó phải theo từng tự của các tâm đạo. Sơ đạo là diệt cái này, nhị đạo diệt cái này, tam đạo diệt cái này, tứ thánh đạo mới diệt được bao nhiêu cái còn lại. Chứ nó không có gì mà khó hiểu hết. Nam mô Bích Thầy ạ. Dạ, sa thú, con đã thấy Chích Hà, sa thú tri ân ngài rồi. Dạ, thấy Chích Hà trả mít. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã giảng dạy những câu hỏi của huynh tu học Phật Pháp cũng như của Chích Hà. Dạ, huynh tu học Phật Pháp ơi, cho Nhật Quỳnh hỏi một câu của một vị gửi cho Nhật Quỳnh. Rồi sau đó thì Nhật Quỳnh sẽ kính mời huynh nha huynh. Rất là tri ân huynh đã cho những câu hỏi rất là thực tế về trong giáo pháp. Dạ bạch ngài, có vị hỏi nhà con hỏi giúp chùm là Niết bàn nói theo ba là theo ba ăn xứ, không tánh Niết bàn, vô tướng Niết bàn, vô nguyệt Niết bàn. Như vậy ngoài ba ăn xứ này thì không còn ăn xứ nào để chứng ngộ Niết bàn phải không? Nam mô Bích Thà giá và con kính dân mít đến ngài. Nam mô Bích Thà giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, cái lý do mà tại Niết bàn nó có ba theo phương diện pháp hành là tại vì cái vị mà thấy khổ thì cái tên Niết bàn gọi vậy, cái vị mà thấy vô ngã thì cái tên Niết bàn thấy vậy, còn cái vị mà thấy vô thường thì cái Niết bàn nó gọi như vậy. Nhưng mà thật sự ra các vị đó thấy là thấy cái gì? Chỉ thấy sự sanh diệt của danh sắc mà thôi. Thì từ chữ sanh diệt của danh sắc mà thì theo cá tánh, theo cái pháp hành của vị đó trong nhiều tiền nghiệp của vị đó, trong nhiều đời nhiều kiếp đó, nó mới đưa tới. Tại sao chỉ thấy sanh diệt mà có thể thấy cái đó là khổ? Tại sao thấy cũng chỉ thấy sanh diệt mà người đó lại thấy là vô ngã, mà cái người khác là thấy vô thường? Thì Đức Phật mới chế định ra ba cái loại Niết bàn để cho những cái người như vậy. Người nào thấy khổ thì Niết bàn, từ nào thấy vô thường Niết bàn đó, người nào thấy vô ngã Niết bàn tên đó, chứ không có gì lạ đó. Niết bàn nó chỉ có một đó thôi, chứ nó làm cho mà nhiều được đó. Nhưng mà khi mà người ta dùng danh từ để người ta diễn tả, bởi vì cái pháp đó nó thật sự ra nếu mà không có giải thích, không diễn tả, không ai biết đó, đó. Trong Thanh Tịnh Đạo đề cập tới gần 70 cái tên của Niết bàn khác nhau, 70 cái tên chỉ cho tiếng bạn không mà thôi đó. Chứ đâu có dễ đâu. Thành ra tại vì nó vậy 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 đó. Mình trí tuệ ít nữa thành học mấy cái này rồi, vừa nhức đầu nhức mình nữa chứ không có nhức đầu không. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ sa thú đành thai. Dạ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng dạy câu hỏi của chúng con, và con rất là kính tri ân ngài. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời bàn tay của huynh tu học Phật Pháp trở lại nha. Kính mời huynh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ xin mời các anh chị khác là cứ việc nêu câu hỏi. À, con dừng lại chút để mời sư uống trà. Để
sẵn là đợi cho những anh chị khác để có thể là chuẩn bị câu hỏi. Là tình cờ con vô lâu lâu thì con mới thấy có một cái vấn đề đụng phải được cái vấn đề về cái tứ niệm xứ này. Nếu mà con nhớ là ở trong kinh Pháp Cú thưa sư, là có cái một cái đoạn bài kệ, có một cái đoạn kệ là ai mà thấy lỗi của người khác mà mình sanh lòng mà chỉ trích thì cái người ấy có cái lậu hoặc nó tăng lên, tức là nó sẽ sinh ra cái lậu hoặc. Như vậy thì qua cái, để con sọt lại cái đoạn kinh đó con gửi lên cho mọi người cùng xem thôi chứ gì. Rồi, ok, nó là 253. Ok đây. Ai thấy lỗi của người mà sanh cái lòng chỉ trích thì người đó lậu hoặc bị tăng lên. Như vậy không lẽ là bây giờ là với một cái người về tỉnh thức, là một cái người là có học có tỉnh thức, như vậy thì không lẽ là mình không biết cái nào là lỗi mà cái nào là không lỗi hay sao? Như vậy thì chỗ này mình cần phải hiểu như thế nào thưa sư? Không lẽ bây giờ là mình học, con lấy ví dụ cụ thể đi, là nghe nói chữ niệm Phật thì đúng giáo lý nguyên thủy, niệm Phật là mình phải niệm chính cái ân đức Phật. Nhưng mà bây giờ con thấy ai đó tu niệm Phật mà họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con lấy ví dụ như vậy, thì như vậy rõ ràng là xét ở trên mặt tục đế mà nói thì cái vị đó đang thực hành sai rồi, ví dụ như vậy. Thì mình nói ra như vậy á, mình nói ra cái chuyện đó là bị sai. Như vậy thì con bị rơi vô ngay đúng cái câu này. Như vậy thì chỗ này mình cần phải hiểu như thế nào là thưa sư? Dạ, tại vì ở trên tục đế rõ ràng nó có đúng, nó có sai rất là rõ. Mà bây giờ không lẽ nếu như cái câu này mình không được phân biệt đúng sai hay là sai, như vậy thì chỗ này mình nên hiểu như thế nào để mà mình áp dụng, mình ứng dụng trong cái đời sống thực tế nó hợp với lại cái đạo lý. Dạ, con gửi mít cho sư chỉ dạy. Nam mô Bụt Thầy, gia kính bạch chư tôn, gia kính thưa chủ diệt. Người ta thấy mình thấy lỗi người hoặc là cái gì đó thì thường thường á, đời thường có người ta là mình sanh lòng chỉ trích rồi này kia, hay là mình nói này nó nọ, người đó thì không phải trật rất gì lâm sùm đó. Nhưng mà thường thường đó, nếu mình muốn cho cái những cái ác pháp của mình nó đừng tăng trưởng đó, thì lúc đó mình nên quan sát mình. Khi mình nghe cái đó mình nên quan sát mình trước cái đó, coi cái tâm mình nó đang suy nghĩ gì, rồi nếu có cơ hội đó thì mình mới tìm cái mình đến với cái người đó đó để mình tìm một số cơ hội để mình giải thích cho họ hiểu cái điều đó họ làm, mà mình phải dựa vào kinh điển đàng hoàng để cho người ta không có cái hành động ngược lại đối với mình ha. Đó. Thì cái lúc đó đó, cái những cái mà pháp ác trong người mình đó, nó không có ít có khả năng để nó phát triển. Nhưng mà nếu mà mình thấy người ta làm lỗi là mình chê trách đồ này kim sùng đó, thì cái sự chê trách của mình đó nó phát sinh từ những cái ác pháp rồi. Mà nếu mình làm thông thường thì cái ác pháp nó tăng mỗi ngày, nó có năng lực cho nó không có giảm đó. Thành ra nếu mình thấy lỗi người thì mình nên coi cái não của mình trước, coi sự suy nghĩ mình trước đúng hay không. Mình thấy người ta vậy đó, mình có ngã mạn hay không, mình có nghĩa là khinh thường người đó hay không. Nên nhìn cái sự suy nghĩ mình trước, rồi nếu có cơ hội thì mình mới tìm tới người đó để mình giải thích những cái điều mà là cái lỗi lầm của người đó là có nên hay không, hồi xưa chữa như thế nào. Nhưng mà thường thường đó, thì nếu mà mình cảm thấy mình không thể giúp người ta được thì mình nhờ người khác giúp, chứ mình đừng có giúp. Bởi mình giúp rồi nó quay lại nó giật mình, nó nói một vài câu rồi cái mình sân đêm. Mình nghĩ mình có lòng tốt giúp nó rồi cái mình nó chơi nó chửi mình á. Phải không? Thành ra nghĩa là mình muốn giúp cái người mà có lỗi đó, nó là cả một cái công việc rất khó làm, chứ không phải dễ. Nó thật sự vậy đó, rất là khó làm. Nhưng mà cái quan trọng nhất thì vẫn là mình nghĩ tới mình trước, nhìn vào cái não trạng mình coi nó có những cái pháp xấu hay không, rồi sau đó mình mới tìm cơ hội để giúp người ta. Giúp được thì giúp, còn giúp không được thì thôi, chứ đừng có ngồi đó. Cái thằng cha này nghe nói nó cứng đầu lắm, mình có giúp nó cũng ấy thôi, cho nó chết luôn. Cái đó là cái pháp xấu, nó phát sanh thì lậu hoặc tăng trưởng chứ gì đâu, phải không? Nam mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng có nghe. Con. Dạ, dạ, sa thú xích nhật quân. Dạ. Dạ, con Từ Mẫn. Con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, ngài Trí Đức. Con kính chúc sức khỏe quý ngài và quý đạo hữu trong đạo tràng. Con nghe nói là huynh tu học Phật pháp, vừa có cái câu hỏi là cái câu Phật pháp là ai thấy lỗi người thường sanh lòng chỉ trích cho bạch ngài. Cho nên sẵn đây rồi con tiếp nối cái câu của huynh đệ con ở trong room, con trình lên ngài. Như nếu con trình lên những cái gì trong con mà con nghe, mà con thấy cái này là cái chuyện của con, chứ con không phải là bạn đạo nào hay là con nghe ai hết, mà chính là của con ở bạch ngài. Thì con nghĩ là con không biết con có nên nói ra không, mà nếu mà con nói ra thì con đụng chạm đến các vị tăng thì con thấy con không biết có nên nói ra hay là không nên nói ra. Cũng như ai thấy lỗi của người, mà nếu mà con không nói ra thì con vô tình Phật pháp này bị họ lợi dụng quá mệt ngày. Đó là cái câu nói con nói tiếp với huynh tu học Phật pháp. Như cái sự việc của con kính ngài, trên cái Facebook của con thì con có nhìn thấy các vị sư gửi hình ảnh vấn đề mà xây dựng chùa chiền các vị sư Khmer bạch ngài ở Việt Nam mình, ở trong mấy cái sóc rồi đó, rồi Phật tử đang đào bới xây dựng đồ này kia nọ, đang build up lên bạch ngài, xây chùa các chùa. Con kết bạn, con hỏi thăm thì nói đang trùng tu xây dựng, con cũng hoan hỷ lắm. Con nói cho con xin đóng góp một chút ít tình tài đặng cúng dường tam bảo. Thì con có FN với vị sư đó, thì con xin giấu tên, con không nói. Con hỏi thăm địa chỉ nơi chùa đồ này kia nọ đàng hoàng để con gửi tiền về. Thì khi con gửi tiền về thì bạch ngài, thì con ở Mỹ thì con gửi, thì con gửi đô, chứ con đâu có tiền Việt đâu, con gửi về. Con gửi về cái địa chỉ cái vị này cho con, vị chùa đó, vị trong chú xứ chùa đó. Khi mà vị này nhận xong rồi cũng sa thú cảm ơn đồ này kia nọ trong cái Facebook con hoan hỷ lắm. Con thấy hình ảnh con rất là hoan hỷ. Thì nói tới nói lui còn qua bốn vài lần, cũng như là để tìm hiểu, để trao đổi Phật pháp này kia nọ, thì vị sư đó có gửi cái message cho con, hỏi xin phép con cho con được biết mặt con. Thì con thấy nó cũng hơi ái nái mà hay như vậy, con gặp hai vị vậy luôn. Thì con nghĩ là nếu mà vị sư hỏi xin cho biết mặt con thì tất nhiên coi ở trong cái webcam của con, thì con cũng hỏi vài lần con cũng sa thú. Khi mà con nhìn thấy cái webcam con, trong cái webcam thấy hình ảnh con thì con già bạc trắng hết rồi. Thì cái vị sư này đó là con thấy rất là trẻ, trẻ lắm, trẻ nhỏ hơn con của con nữa. Thì con có đảnh lễ sư, con hỏi sư sư năm nay cũng như là được bao nhiêu cái hạ lạp ở bạch ngài. Vị sư này nói là sư mới có được năm à, cái chùa này được năm mà sư được là lên làm trụ trì. Cái con mới nói con thấy như vậy sư cho con xin biết các vị trưởng lão, các vị tăng già trong chùa này hồi nào giờ chùa Miên mà, cho con xin được biết mặt để con cúng dường. Thì vị này nói tới nói lui, nói không có, chỉ
ổng đâu đâu nói cũng như là lãng lãng đâu, chính là vị sư chính trong trong chùa này bầu sư làm chủ trì với bạch ngài. Thì nói qua nói lại, con xin con đảnh lễ xong rồi con rút lui, con về con nghỉ, con thấy thôi rồi, con thấy thôi được rồi, con học được một bài học. Vài hôm sau thì sư cứ ấy vô có xem vô cho con đặng cúng dường dân y cà sa này kia, con coi đó. Thì con thấy trong cái group của con đó, con nhìn thấy có một cô đó đặt lên cái câu hỏi của cái vị sư này, nói là trong cái group bạn con bạch ngài, trời ơi bữa nay huynh lên Facebook nữa hả. Thì con thấy vị sư đó nói huynh đây chứ ai bạch ngài. Thì đó, đây là cái câu hỏi. Tất cả những cái gì vị sư đó post trong vô Facebook con, những hình ảnh đó toàn là cái hình ảnh chụp hình ở trong chùa. Chắc vị này cũng là sa di mới vô hay như thế nào thôi, lấy chụp hình ở trong chùa rồi xem vô Facebook kết bạn nước trong nước ngoài đó bạch ngài. Đó là cái lỗi, nhưng mà con cũng ấm ức trong lòng. Con nói con không có giao lưu làm sao con hiểu được cái sự thật của họ là vậy. Nhưng mà con biết bao nhiêu người follow up theo cái vị này, con nhìn nhiều lắm. Thì con lẳng lặng con bước ra. Hôm nay huynh tu học Phật Pháp nói cái câu kinh này, cho nên con nghĩ sẵn đây rồi con vô con chia sẻ, con trình lên ngài. Ngài cho con một câu để cho chúng con rút kinh nghiệm như thế nào bạch ngài, có nên nói hoặc là không nên nói hay là như thế nào. Dạ con kính tri ân ngài và quý đạo tràng đã lắng nghe, con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch Triều Tông. Dạ kính thưa chú vị, theo nãy sư nói rồi, trước hết là nhìn lại cái hình cái não của mình coi nó nghĩ gì. Tức là mình nghĩ tầm bậy bạ, tức là mình lỗ vốn rồi đó. Cái thứ hai nữa đó, nếu mình nói ông đó không được thì mình tránh xa, là mình đi luôn, đừng để giúp đỡ gì nữa thôi. Chứ còn bây giờ chưa chắc, mình không biết người ta là ai, mà cái người mà dám, nghĩa là mới tu năm mà đi làm trụ trì lại kêu sùm thì phải question chứ không phải. Cái nhà sư đó đúng nguyên tắc là trưởng thành là phải trên 5 năm mà học với thầy tế độ đàng hoàng, chứ không phải là, nghĩa là những chúng tôi nói nhiều lần về những người nào tu 1-2 năm rồi đi trụ trì rồi là nhất tự di sư rồi này kia xong rồi quý vị nên tránh xa đi ha. Bởi vì mình ở gần thì cái tâm mình nó sáo mõn, nghe cái tâm mình nó phiền não nhiều thì nó có hại cho mình chứ không hại ai cả. Bởi vì mỗi lần cái tâm mình mà nó phiền não thì tức là mình để lại cái nghiệp xấu cho chính cá nhân của mình. Cái này đó là bài học cho mình, để từ tới khi nào mà có ai lên tiếng kêu gọi mình phải đi nghiên cứu cho kỹ, hỏi thêm những gần ai biết như thế nào chùa đó như nào nào để mình làm phước. Nên mình muốn làm phước thì cũng phải nghiên cứu cho nó đầy đủ, chứ không phải là nghe người ta kêu phước rồi cứ làm là bây giờ đó cái tâm mình nó bị phiền não vậy đó. Thì mình là người lỗ vốn chứ không ai lỗ cả. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải câu hỏi của Sức Từ Mẫn. Và cảm ơn câu hỏi của Sức Từ Mẫn. Dạ, cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh vừa vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Năm bức hai giá. Dạ, theo đồng hồ của Nhật Quỳnh chỉ còn có mười mấy phút nữa thôi. Dạ, kính mời đạo tràng có thể cho những câu hỏi. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh tu học Phật Pháp ạ. Dạ, Quỳnh ơi, Quỳnh có những cái hiểu sâu xa về trong cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh có thể cho những câu hỏi để Nhật Quỳnh được học. Dạ, kính mời Quỳnh nha.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Liệu Tông ạ. Và con kính tri ân sư về những cái lời dạy của sư vừa rồi đối với lại chúng con. Và nhân cái việc mà của cái chị Từ Mẫn trình bày đó, thưa sư, thì đây là một giống như là con cũng trình bày về cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm của con. Thì ở Việt Nam cái chuyện này nhiều lắm thưa sư ơi. Dạ, chuyện này nhiều lắm. Cứ lợi dụng rồi lường gạt, nói thẳng luôn rồi lường gạt rồi này kia. Nhưng mà cái đó thì như sư dạy là nói chung là chúng ta phải cẩn thận thôi. Dạ. Đúng không? Nói chung là mình phải cẩn thận thôi. Dạ. Chứ không là để là tiền mất tật mang. Dạ. Nhiều khi mình làm xong rồi, rồi cái nghĩ lại hậu tư của mình nó toàn là tâm sân không. Dạ. Bên đây con thấy đó cũng là một cái vấn nạn. Nhưng mà ở đâu cũng như vậy. Dạ, thôi con quay lại về cái vấn đề. Dạ, xin mời là các anh chị là cứ việc là cứ gõ lên ha, là chúng tôi sẽ thay mặt cho chị Nhật Quỳnh là tôi đọc dùm cho. Dạ, đọc dùm cái câu hỏi đó. Thì sẵn ở đây là nó liên quan đến cái vấn đề về si mê. Dạ, đúng không? Tức là do mình mê muội, mình si mê. Thì con nhớ là ở trong Thanh Tịnh Đạo á, thì Ngài Bút Tháo Cô Xá có định nghĩa cái chữ si á, thưa sư. Định nghĩa cái chữ si là bằng cái tiếng Bali là Aramana mà Muha Ti Tí. Dạ, Aramana Muha Ti Tí Mô Hô. Đó, si có nghĩa rằng là mình mê tối, mình mê mờ. À, ở trước cái cảnh như vậy thì mê mờ ở đây là mình mê mờ cái gì? Dạ, vậy xin sư giải thích về cái chữ định nghĩa về cái chữ si mê là aramana muha ti tí, tức là khi mà mình mê mờ, mình u tối ở trên cái cảnh thì cái đó gọi là si. Như vậy thì xin sư chỉ dạy là mình mê mờ cái gì ở trên cảnh. Dạ, còn kính gửi mít cho sư chỉ dạy ạ. Nam mô Bố Tha Gia, kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự mê mờ là trên một số chuyện thôi, chứ đâu phải lúc nào cũng mê mờ. Chị Si á, nói cho đúng á, biết điều không đáng biết mà không biết điều đáng biết. Thì biết điều đáng biết, biết điều đáng biết mà không đáng biết là cái gì? Nghĩa là không đáng biết cái điều mà cần phải biết là cái gì? Tức là tứ diệu đế danh sắc thuộc về quá khứ, danh sắc thuộc về tương lai, danh sắc thuộc về cả quá khứ và tương lai, danh sắc thuộc về hiện tại, tức là tịch chặt sinh một bà đá đó. Chỉ có bao nhiêu chuyện nó không biết mà thôi, còn bây giờ là nó biết hết những cái chuyện khác mà nó biết là nó biết trật. Tại sao biết trật? Thí dụ nó hành thiền cái tắc này kia, cái là nó bên nó nghĩ là thiền này là số một rồi, lên thành cõi nó ở thì cũng giống như lên niết bàn rồi này kia rồi đó. Thành ra cái đó là mê trong cái đối tượng mà nó xuất hiện đấy. Mình nói mê muội mê mờ đó tại vì mình nói theo chữ, nhưng mà thật sự là tại vì nó không biết cái điều đáng biết, thành ra nó mới dính vô cái điều mà không cần biết mà nó lại dính vô, còn cái điều đáng biết thì nó mới dính vô đó. Thành ra chữ si đó nó biết nhiều chuyện lắm. Thành nó thường mình dịch chữ si là mà mấy tối là mình dịch sai đó. Tại lý do đó thì chữ si này nó biết tới đâu, nó biết tới cung trời phi tưởng phi phi tưởng đó. Chỉ có trên cái đó thì nó không biết mà thôi. Trên cái đó là gì? À, bốn đạo bốn quả niết bàn nó không biết thôi, chứ còn mấy cái khác nó biết hết á. Thành ra mình đừng có khinh thường nó. Nó là bạn thân của mình đó, thành ra cái nhiều cái mình cũng không biết mà mình cứ tào lao hoài là vậy đó. Thành ra đó là cái điều mà mình nên cẩn thận với những cái mà cái tâm sở bất thiện nơi trong người của mình. Nó giúp cho mình biết cái chuyện không đáng biết. Ví dụ như cái chuyện vừa kể ra vừa rồi đó là cũng vậy đó. Bảo đảm mình nó chơi cho vui, chứ chúng tôi tập rồi thấy có kết quả lợi ích, thành ra chúng tôi mới khuyên quý vị nên nhìn vô mình trước khi tính cái chuyện là giúp đỡ hoặc không giúp đỡ, tại vậy đó. Nhưng mà thường thường đó mình chậm làm cái đó lắm, nhiều khi ngồi nó nghĩa là chê trách nó cao buổi rồi bắt đầu mình suy nghĩ lại, thì lúc đó mình đã đào tạo giúp bao nhiêu cái nghiệp xấu cho mình rồi đó. Thành ra nên nhớ cái chuyện là bất cứ
bất bình cái chuyện gì, thấy cái điều gì mình không hài lòng thì nên nhìn lại cái lộ trình tâm của mình trước cái đã. Nếu nó là ác pháp thì làm thế nào cho nó biến mất, mà nếu nó là thiện pháp thì mới tìm cách để làm cho nó phát triển mà thôi. Chứ còn nếu không thì từ lỗ tới lỗ chứ không có đường nào đi đi lên cả. Thành ra cái chữ vô, cái chữ si mê ở đây là vậy đó. Là mình đáng lẽ cái mình đang là đáng làm mình không làm, ví dụ mình gặp người đó giống như câu Phật ngôn trên, cái điều đáng làm mình không làm, mình làm ngược lại, thành ra đời mình nó khổ suốt đời. Cái đó gọi là si mê trong đối tượng là vậy đó. Bất cứ đối tượng nào cũng làm cho mình si mê đó, mà mình si mê tới khi mình sáng mắt ra thì nó đã muộn rồi, bởi vì mình tạo rất nhiều cái nghiệp xấu. Cái gì cứ nghĩ đi, trong một cái búng tay bao nhiêu ngàn tỷ cái lộ trình tâm nó phát sanh này, mình tạo biết bao nhiêu nghiệp như vậy mà mình không biết, vẫn cứ lầm thầm chửi trong bụng, chửi đồ ngu dốt này, kiếm cho mình chính mình làm cái việc ngu dốt của mình không biết, thì đó là mình trách ai cũng được cả. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, còn thay mặt trong rừng kính tri ân sư ạ. Dạ, xin mời các anh chị, chúng ta chỉ còn có mấy phút nữa thôi đó. Dạ, anh chị cứ việc nêu những cái câu hỏi lên. Nhưng mà quay lại cái câu định nghĩa về cái chữ si hồi nãy đó, thưa sư, là Aramana là cảnh, Muha Ti Tí là mình mê mờ ở trên cảnh, mê mờ ở trên cảnh. À, thì như vậy đó, thưa sư, nếu mà mình xét tục đế đó, thì có phân biệt rất là rõ, cái này là đúng, cái này là sai, như thế này là đúng, như thế này là sai, rất là rõ. Mặc dù rằng là cái đúng sai đó nó chỉ xét ở trên tương đối thôi, trong một cái ngữ cảnh nào đó, trong một cái bối cảnh nào đó, ở một cái vị trí địa lý nào đó, thì cái vấn đề đúng sai nó chỉ tối ở trong cái khu vực đó thôi. Như vậy thì con muốn hỏi là nếu mình xét ở trên chân đế đó, thì cái đúng sai mình phân biệt như thế nào? Và xin sư cho cái ví dụ về cái việc mà mình phân biệt đúng sai mà ở trên pháp chân đế, thưa sư. Dạ, con gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bố Thà, dạ kinh bạch chư tôn, dạ kinh thưa cho quý vị. Thật sự chân đế cũng vậy, mình bị biết đúng sai nếu nó là chân đế hiệp thế. Còn nếu cái vị nào mà lên quá cái mức đó, tức là chân đế mà chân đế siêu thế, thì chắc chắn là cái sự đúng sai của nó là không thể nghĩ bàn, bởi vì nó không có sai, nó chỉ đúng thôi. Nên phải lên ít nhất cũng phải là bậc thánh rồi, nghĩa là rất là khó mê mờ trong một số cái điều kiện mà mình gọi là nó không phù hợp. Nhưng mà con đường đó đối với phàm nhân đó, thì mình mê mờ rất là nhiều chuyện chứ làm sao không mê mờ được. Đừng nói mình hành thiền vô, mình hành thiền tứ niệm xứ mà cái tâm mình nó thanh tịnh trong cái pháp chân đế, thì trong 5-10 giây là mình đã đã quá rồi, khoái quá, thấy không? Nhưng mà nó nhớ cái đã đó có gốc là vô minh, bởi vì mình biết chưa tới, thì nó mình mới thỏa mãn với cái chuyện của mình đó. Hoặc là mình đi vô những đường thiền mình không có đắc cái gì không, nhưng nghe nó thiền sư nói được tới này được tới khác là mình đã liền đó. Bởi vì thành ra khi nào mình ở trong cái pháp mà hiệp thế đó, là vẫn mê mờ chứ không thể nào nói là không mê mờ nữa. Dầu rằng có là tâm tạng pháp sư hay diện vậy, nếu mà vẫn còn ở trong hiệp thế, pháp hiệp thế là mình có cái mê mờ chứ không thể nào nói là chấm dứt được mê mờ cả. Cái người chấm dứt được mê mờ đó, tức là trí tuệ siêu thế phải phát sanh thì mới có thể chấm dứt được mê mờ thôi. Còn cái trí tuệ siêu thế chưa phát sanh vẫn mê mờ như thường. Hay mà mình đã mê mờ không biết bao nhiêu a tăng kỳ rồi mà vẫn tiếp tục làm bộ mê mờ tiếp, thành ra rất là khó mà nói ha. Nghĩa là đối với chúng tôi, những pháp hiệu thế mình tin tưởng mình hiểu nó là tốt, vẫn còn mê mờ như thường chứ không thể nào tối tốt được, cho tới khi nào mình hành theo lời dạy Đức Phật mà pháp chân đế phát sanh, hay là thà mà sơ đạo ta phát sanh, lúc đó mình mới có thể là tự hào rằng cái sự mê mờ mình nó đã giảm rất nhiều. Còn bây giờ là không bao giờ mà nó giảm được nếu vẫn còn là phàm nhân như thường. Bởi vì phàm nhân như mình á, cái nguy hiểm của mình á,
là bảy cái pháp ngủ ngầm đó, mình không biết nó ở đâu, không biết nó nằm chỗ nào, mà mỗi lần mà nó phát sinh một cái đó, là mình từ chết tới bị thương thôi chứ không thể nào tránh khỏi đó. Đó. Thành ra mới gọi ngủ ngầm. Chứ nếu mà nó hiện ra giống như mấy pháp khác cho mình thấy, còn ráng cố gắng mình né được, mình né thôi chứ chưa diệt được nó. Nhưng mà phải đi theo bài kinh tứ niệm xứ để mình có khả năng để mình diệt được nó, thì lúc đó mình mới có khả năng mà ngẩng cổ lên để nhìn người được, chứ còn không khó lắm quý vị. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, Nam mô Bích Thầy á. Dạ, con rất là kính tri ân về cái lời dạy vừa rồi của sư ạ. Kính tri ân và phân biệt là rõ về cái phân biệt về đúng sai ở trên cái tục đế và cái chân đế. Như vậy thì sẵn đây là sư phân biệt về cái định nghĩa về cái như thế nào để mình nhận biết được như thế nào là cái pháp thiện, như thế nào là một cái pháp ác hay là cái pháp bất thiện, mà mình xét ở trên cái chân đế là thực sự, tức là mình nhận diện ra được một cái pháp thiện và cái pháp bất thiện dựa vào những cái đặc tính, những cái trạng thái đặc tính nào của cái pháp đó. Dạ, con kính gửi mít cho sư ạ. Nam mô Bồ Tát giả kinh bà trời tôn nghe giả kinh thưa cho quý vị. Thì quý vị học là người ta dạy mình nhận dạng bắt đầu từ cái mà sơ đẳng nhất thiện pháp, nó có những cái điều kiện như thế nào ha, các loại tâm các gì ông chùm đó, thì cái đó là cái pháp học để mình có thể nhận dạng được. Nhưng mà mình chỉ làm có kết quả khi nào mình hành để mình thấy thật sự như vậy với trí tuệ của mình, thì nó mới giúp đỡ được mình, mới có điều kiện để mình có thể tiến tới được. Chứ còn nếu mình không có hạ thủ công phu mà mình chỉ dính mắc vào cái pháp học không, để mà mình hiểu giống như người ta nói rõ ràng rồi này kia ông sùm, giống như trong sách vở nói đó, cái đó nó không bảo đảm là mình có sự tiến bộ nào trong giáo pháp của Đức Phật cả. Giáo pháp trong Đức Phật học cái gì rồi thì nó phải tới cái điều kiện pháp hành, thành ra mình mới có thể mình làm được cái chuyện gì khác. Chứ còn nếu mình không hạ thủ công phu trong pháp hành đó, thì những cái điều kiện mà mình biết mình học được đó, nó mất như chơi, nó biến mất như chơi, chứ nó không có đường nào mà nó ở lâu với mình nữa. Thành ra ví dụ như bây giờ mình muốn biết cái điều kiện mà về thiện pháp đó, thì mình phải biết một số điều kiện tại sao người ta gọi nó là thiện pháp đó. Thành ra mà mình biết cái những cái điều kiện đó thì mình phải ráng cố gắng mình làm sao để mình thấy nó được qua pháp hành đó, thì nó mới giúp mình lâu được. Chứ còn nếu mình không thấy nó được qua pháp hành đó, thì vẫn có ngày là nó bỏ mình nó đi, chứ không thể nào mà nó giúp được mình gì cả. Cái khổ cái là mình thường mình hiểu qua pháp học thì nhiều, nhưng mà tiến tới pháp hành đó, thì thường thường chúng ta đổ thừa là không có thời giờ phải như vậy đầu này kia, hay là để đi hưu rồi mới vô chùa để tu để hành thiền. Thật sự ra đó, mình tìm cái cơ hội mà mình nói vậy để mình tìm cái cơ hội cho cái sự thất bại của mình thôi, chứ không có đường nào đó ha. Thành ra nên nhớ đó, không phải là mình cần phải ngồi một giờ mới gọi là hành thiền, không phải. Mình có niệm có tệ trong vòng một giây cũng là thiền được, chứ không phải không. Đó. Mình phải nhớ cái điều đó. Nhưng mà mình biết được cái đó thì mình, những cái gì mà Đức Phật dạy thì mình ráng mình học đi. Mình học rồi cái mình áp dụng. Áp dụng lúc nào cũng được. Thí dụ mình hiểu rồi đó thì mình chạy xe trên đường mà mình thấy đèn xanh đằng đó mà mình ngừng lại một cái. Thay vì mình ngồi mình nghĩ này nghĩ nọ, thì mình nghĩ tới những cái điều mà mình đã làm để cho cái niệm nó phát sanh, để cho cái định nó phát sanh, để cho cái tuệ nó phát sanh, giúp đỡ rất là nhiều. Chứ không phải là phải đợi vô trong trường thiền ngồi nhắm mắt, ngồi chiếc già lưng thẳng trong vòng tiếng hồ này kêu rằng, thưa quý vị, cái chuyện đó chuyện chơi đó. Đối với những cái người mà không có chưa có cái khả năng gì giáo pháp để kêu chồng vô thì mấy ngày đó mới bắt vậy thôi. Mấy ngày đó phải tìm những cái phương tiện. Phương tiện gì? Phương tiện như vậy đó. Thí dụ như ngày mình đi vô trong trường thiền ngày Ma Si đó, ngày thấy mình không có pháp học là ngày
cho mình cái phương tiện nè, phòng xếp đi. Nhưng mà mình làm hoài nó không thành công. Rồi đã vậy nhiều người không có đi hành thì về còn nói cái phòng xếp đó không phải là thiền, không có Đức Phật không có dạy. Dĩ nhiên cái đó chỉ là phương tiện để niệm phát sanh thôi, tập niệm thôi chứ không phải tập thiền. Mà mình cứ mình nghĩ mình tập thiền rồi đốt cuộc rồi mình không làm được gì cả. Mình nhớ đó. Bởi vì mình nói mới nói chứ hành phòng xẹp để thấy cái gì? Để thấy sự chuyển động tức gió trong bụng của mình á. Tức gió phát sanh cho tâm, bởi vì trong gió trong cái bụng của mình á, nó có tới 6 chuyện nè. Gió xuống, gió đi xuống, gió đi lên, gió làm cái bụng căng, bụng phòng, gió này nọ, gió làm tiêu những cái chất ấy trong người mình. Thì mình quan sát được cái thực tính pháp của nó thì cái phòng niệm nó rất là có giá trị về phương diện thiền minh sát, chứ sao không có được, phải không? Nhưng mà tại vì mình không có pháp học nên mình cứ nghe người ta nói rồi cái mình đồn đồn hoài rồi nó thành chuyện lớn đi. Lúc này sợ nó cứ ho quại. Nam mô Bổn Thầy Giả Kim Bạch Chư Tổ Hiền Giả Kim Thư Trực Lực Sinh Nam Phần Đế Trong Đạo Tràng. Tất cả Phật Pháp Nào Phật Sinh Giao Pháp Thời Trong Ngày Hôm Nay xin hãy là mỗi duyên lành tới tất cả Chư Tổ Hiền Giả Cùng Thư Sinh Nam Phần Đế Trong Đạo Tràng này có được cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngủ ngầm nơi tâm. Nam mô Bổn Thầy Giả Nam mô Tâm Mậy Nam mô Sẵn Khả Giả Nam mô Lực Tình Đáp Tây Giá Xạ. Sa thú lành thai, con xin thay mặt đại chúng trong đường thành kính tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con tiếp nhận Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con thành kính dâng quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông. Mong rằng có duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bổn Thầy Giá. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh tu học Phật Pháp và tất cả quý anh chị em đạo hữu đã đưa ra những câu hỏi để hỗ trợ cho cái rôn Phật giáo Nam truyền được tốt đẹp trong cái thời gian giải đáp thắc mắc của ngài Liễu Tâm. Dạ, rất là tri ân quý vị cho những câu hỏi. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, biết đại đức có trước máy không, cho con xin một tín hiệu bạch sư. Dạ, con kính tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Vô tâm an ghê na văn đê hăng ba đà phẳng xâm và đô tâm an bút thể vô ca lì tổ đô sâu bút thô khăm mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hằng tham manh cha đức quý thăng hòa răng tham mê vô khali tô đô sơ tham mô kham ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo, đa pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi cho con. Uttamange na vande hằng sẵn khanh cha đô vi tho tam ăn sẵn khê vô khá li tô đô sô sẵn khô kham ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức từ đức từ bi phúc trúc cho đạo tràng. Và con kính nhân minh đến sư ạ. Nam mô Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Thượng Tọa Liễu Tông cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng.
Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin thay mặt cho chư tăng để phước báo đến toàn thể đạo tràng. Tê tha la tha sukhita viruna puttasa sanne aroga sukhita ho tasaha sabbe nhà ti phi. Cầu mong cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sittiya chanagatha, sikthamma tu idang.